Xin chào các bạn quay lại với kênh máy móc cầm tay của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ thanh lý cái hút bụi này nha các bạn. Đây, hút bụi hàng Nhật này. Đây, thì hôm trước á mình bán với giá là 450.000 bao ship. Thì nếu mà hiện tại thì mình bán được cho một số anh em rồi. Bây giờ thì nếu mà anh em nào mua cái giá 340.000 á, mình sẽ trừ tiền cho anh em nha. Nó tại vì bữa trước thì cái shop kia nó bán 450, mình theo giá của họ mình bán thôi các bạn. Mà tự nhiên lùng một phát nó giảm xuống 380.000 luôn. Đó, và nó không bao ship, nhưng mà hôm nay á nó đã giảm giá thì mình cũng chơi giảm giá với nó luôn nha các bạn. Mình sẽ bán với giá là 360.000 mình bao ship cho anh em luôn. Đây, 360.000 mình bao ship cho anh em luôn. Đó, thì nói chung là trên này thì nếu mà anh em thấy shop nào giá cao hơn mình á thì mình sẽ hạ tiếp nha các bạn. Ví dụ như anh em thấy shop nào mà bán 350, 340 gì đó mình hạ luôn cho anh em. Vậy á. Nhưng mà anh em phải có cái chụp hình lại cho mình coi shop đó nha. Đây các bạn. Thì đó là về phần máy hút bụi. Thì bây giờ đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái TikTok shop. Đây các bạn, thì để mua sản phẩm này á, cũng như là những sản phẩm mình sẽ đăng trên YouTube, trên TikTok shop, thì anh em cứ click vào phần TikTok của mình. Đây, chọn phần tìm kiếm. Có hai cách tìm kiếm nha các bạn. Đầu tiên nếu anh em muốn tìm kiếm nhanh nhất, ghi Khoan Binh, Khoan Binh Hiền Nguyễn. Anh em cứ click vào Khoan Binh Hiền Nguyễn này. Đây, ghi có dấu và dấu cách đàng hoàng nha các bạn. Đây, Khoan Binh Hiền Nguyễn. Đó. Đây các bạn, thì anh em ghi đúng chữ Khoan Binh Hiền Nguyễn. Đấy. Xe ra shop mình anh em tìm này. Đó. Đây là cách tìm nhanh nhất các bạn. Nó sẽ ra cái cửa hàng của mình. Đó các bạn, mình là ở trang đầu này, có logo của mình này các bạn. Anh em nhìn rõ logo này nha. Mình chỉ có một kênh TikTok chính này thôi các bạn. Anh em không được follow hay kênh nào người ta sẽ gửi hàng tầm bậy cho anh em. Anh em click vào. Đấy. Thì hiện tại cái sản phẩm này thì mình sẽ đăng lên TikTok shop. Còn anh em muốn mua hàng thì ví dụ như anh em theo dõi TikTok của mình sẽ thấy cái video của mình. Anh em click vào, mình ví dụ một video như băng keo, anh em sẽ chọn vào giỏ hàng. Đó, và đăng ký mua hàng nha các bạn. Rất đơn giản, nó sẽ miễn phí vận chuyển cho anh em. Đây, hiện tại thì sản phẩm này anh em, nếu anh em mua qua TikTok shop thì chắc chắn sẽ được miễn ship luôn các bạn. Đây, nó chỉ tính 300 đồng tiền ship cho anh em thôi. Đó, thì đó là cách thức tìm kiếm shop của mình. Có một, còn một cách thứ hai tìm kiếm là anh em cứ ghi thông tin, đó là máy móc cầm tay 76 nha các bạn. Đây. Anh em cứ ghi máy móc cầm tay 76 này. Anh em như vậy là biết liền không dấu, máy móc cầm tay 76 nó sẽ ra shop của mình luôn. Đó, hiện tại thì mình đang có 4 video, xíu nữa mình sẽ đăng thêm video anh em click vào sản phẩm để mua nha các bạn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sản phẩm chính của mình. Đầu tiên là máy hút bụi nè các bạn. Đó, dòng máy hút bụi mã là K9123. À, 9213 chứ. Đó. Sản phẩm này là hàng nội địa Nhật nha các bạn. Đó. Hàng này là bên thị trường Nhật người ta rất là ưa chuộng. Hiện tại thì sản phẩm này cũng đang rất là hot trên TikTok cũng như là nền tảng YouTube nha. Đó. Hàng này thì 100% là tem nó bằng 100% chữ Nhật luôn. Trong này nó sẽ có các thông số kỹ thuật cũng như là hướng dẫn sử dụng của nó này. Đây các bạn. Nó đây là cái cách thức vệ sinh. Thì trong bộ sản phẩm này nó sẽ có các đồ như sau. Có tem này các bạn. Đó, đầu tiên là một con máy hút bụi. Đó, một con máy hút bụi rất đẹp nha các bạn. Kích thước con này thì nếu mà kéo dài thì nó rơi vào khoảng 40 cm. 40 cm chiều dài. Trong bộ sản phẩm này nó sẽ có chúng ta một cái cọng dây sạc, một cáp đầu tai A và một đầu 3. Đây là đầu 5mm nha các bạn. Đầu 5mm nó nằm ở chỗ này, vị trí này để chúng ta kết nối với củ sạc điện thoại để sạc. Thứ hai là một cái ống nối dài. Thứ ba là một cái chổi kết nối vào cái này luôn. Như thế này. Đây các bạn. Thứ tư là một cái đầu này. Cái đầu này thì nó sẽ có cái này để chúng ta hút lên sàn nhà đó các bạn. Và cuối cùng là hai cái này. Hai cái này thì khi chúng ta xài, ví dụ như nó hư thì chúng ta sẽ cua nha các bạn. Nó có chúng ta hai cái đầu sẽ cua như thế này. Đây là bên trong sản phẩm. Thì con máy này thì nói chung là hiện tại thì con này đang hết pin. Mình sẽ sạc pin cho nó. Các bạn, mình vừa sạc pin xong này. Đó, thì con này nói chung là lực hút cũng tương đối, chứ không có, chúng ta không thể nào so sánh với những dòng hút bụi công suất cao được nha các bạn. Đó, thì nó phù hợp chúng ta hút sofa, hút thảm, hút trên ô tô được các bạn. Nếu trong nhà chúng ta có ô tô thì con này trang bị theo là quá hợp lý luôn nha các bạn. Đó, thì ví dụ như đây, thì đây là cái sàn chúng ta hút, chúng ta lắp đầu rồi chúng ta hút cái này. Lực hút rất là mạnh nha các bạn. Thì ở đây thì mình không có rác, không có gì hết, thì mình hút ví dụ cho anh em coi thôi. Hoặc là ví dụ như trong cái ghế sofa thì chắc chắn nó sẽ có những cái điểm mà điểm khuyết nha các bạn. Đây, điểm điểm hẹp, điểm kẹt.
thì chúng ta lắp cái đầu này vào. Đây ví dụ như đường nào thì sofa nó sẽ có những cái điểm như thế này, thì chúng ta lắp vào chúng ta hút như thế này. Đấy. Đó, chúng ta hút như thế này. Đây là dành cho những cái rũ như thế này. Còn cái đầu này á thì giúp khi mà chúng ta hút những cái vết bẩn mà nó hơi khó ra một tí, ví dụ như bị ẩm các bạn, bị ẩm ướt. Đấy, chúng ta cái đầu này bị ẩm ướt thì chúng ta dùng cái đầu này, chúng ta vừa chà vừa hút nha bạn. Đó, vừa chà vừa hút như thế này. Thì con này nó thiết kế theo cái tay như thế này. Thứ nhất là chúng ta hút như thế này thì nó bình thường. Còn ví dụ như chúng ta muốn hút trên cao đúng không? Chúng ta bẻ nhiệt đầu như thế này, chúng ta dơ lên cao, hút. Đấy. Thì thiết kế con này thì rất là đẹp và dễ dàng tháo lắp luôn nha các bạn. Chúng ta tháo lắp này vệ sinh, đổ bụi ở đầu này và cái đêm này đem rửa sạch và khơi khô là xong. Đây các bạn, giá là 360.000 bao ship nha các bạn. Bên mình thì hiện tại đang áp dụng chương trình là 300k bao ship nên anh em cứ mua là bao ship. Tiếp theo là ở đây mình có bếp từ này các bạn, tí nữa mình giới thiệu sao. Bếp từ này dành cho đi du lịch hay là nấu lẩu nó đồ ở nhà ngon lắm nha các bạn. Đây, thứ hai là cái đèn. Ở đây thì mình có một cái đèn đội đầu. Con này thì hồi trước mình cũng có một dòng nhưng mà nó nhỏ hơn. Đợt này thì nó lớn, nó to hơn. Thì con này thì nó đang là một loại đèn, nó có hai cái nút bên này. Mục đích của nó là để cảm biến nha các bạn. Ở đây là hàng, đây là hàng của Nhật nha các bạn. Nó có chữ M10 với Japan này. Thì con này nó có khả năng kháng nước được nha bạn. Anh em đi mưa được nhưng mà không có ngâm nước nha. Còn lỗ sạc bên này, trong hộp nó sẽ có một cái cọng dây như thế này. Đấy các bạn, dây micro chúng ta có thể kết nối để sạc nha các bạn, không có củ sạc. Nói chung là ưu điểm lớn nhất con này là nhỏ gọn, gọn nhẹ các bạn. Đi đâu thì chúng ta có thể xếp lại như thế này và bỏ trong túi áo của mình. Đó. Còn khi mà dùng thì nó đeo lên đầu nó gọn lắm nha các bạn. Đó. Thì con này mình nó có thứ nhất là hai cái led cóp hai bên này, một cái led pha ở giữa, một cái đèn cảm biến, một cái đèn hồng ngoại. Đây có thể là cái con cảm biến hồng ngoại để mình chưa biết nó chức năng gì, nó có hai con hai bên này. Đó. Trên này thì nó có một cái nút on off. Đó. Đầu tiên là chức năng đó, nó sáng lắm nha các bạn. Anh em coi này, đây là mình đang soi ban ngày. Đó, mình nó rất sáng luôn. Đây các bạn. Tính năng thứ hai này là sáng mờ hơn, thứ ba là chớp. Ủa sáng ba là nó chuyển qua hai led cóp nha các bạn. Hai led cóp hai bên. Cái này mục đích để pha. Ví dụ như chúng ta muốn cần làm việc thì chúng ta pha sáng nè các bạn. Nó không có chế độ pha xa nhưng mà nó sẽ ở gần á. Và chế độ cuối cùng là ủa nó tối này các bạn. Và thêm đỏ nữa. Đó, nó có chế độ đèn đỏ để cảnh báo nữa các bạn. Đó, và chế độ nhấp nháy SOS hết các bạn. Có nghĩa là nó có tới 6 chức năng. 6 chế độ nhá. 1 này, sáng hung này, 2 sáng nhẹ này, 3 là chế độ led cóp pha, chân led cóp chiếu sáng này, 4 là chế độ thường này, led cóp yếu hơn này, 5 là đèn đỏ này để phát tín hiệu này, 6 là nháy. Và cuối cùng là tắt. Đó. Thêm một tính năng hay nữa là khi chúng ta bật cái này lên, chúng ta ấn cái nút có hình wifi nữa các bạn, là nó sẽ kích hoạt cái cảm biến này các bạn, là nó sẽ sáng ở đây. Cảm biến này mục đích là gì? Khi chúng ta mà ví dụ như đang làm việc dơ các bạn, nhiều anh em làm xe máy xe đồ, cái tay dính dầu nhớt không thể nào mà cứ lùi cụi bấm mò tay nào bấm được, thì chúng ta có thể đó, một thao tác nhẹ nhàng như thế này đó, nó sẽ tắt mở. Anh em thấy không? Rất là đơn giản luôn. Đó, rất sướng nha các bạn. Sướng lắm. Đó, rồi để mình bấm thêm một cái nữa thì nó làm gì các bạn. À quên, mình nhầm. À, nó có hai tính năng luôn các bạn. Thứ nhất là bấm một cái là chúng ta tắt mở đèn này nè. Thứ hai là bấm một cái nữa là nó đèn này. Đấy các bạn. Đó, bây giờ mình ví dụ cho các bạn coi này. Đây các bạn, thì anh em thấy mình đeo nó rất là gọn nhẹ nha các bạn. Đó, không có gì là nặng nề hết trơn á. Thì cái đèn này nó không như mà những cái đèn bự đâu các bạn. Anh em mà đeo những cái đèn thiệt là to khi đi làm á thì nó nặng cái đầu lắm và nó nhức cái đầu nữa. Nói chung trên cái đầu chúng ta thì hạn chế trọng lượng cửa nào thì tốt cửa nấy nha các bạn. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ ví dụ như mình đang làm việc đi thì nó sẽ cái tay mình đang dơ nha. Thì mình sẽ bật một chế độ sáng cố định á.
đó các bạn, chế độ sáng cố định bên mình này. Thì mình sẽ bật thêm cái nút wifi. Thì khi bật thì anh em thấy bên này nó có màu xanh đúng không các bạn, nó sáng cái màu xanh này này. Thì ví dụ như mình đang lủi củi, mình cầm kìm cầm búa gì đó các bạn, đây mình đang cầm cái kìm như thế này, mình đang làm việc thì không thể nào mà mình với cái tay lên mình chụp được nha. Thì mình sẽ đó các bạn coi, thì đây là mình đang rọi này các bạn, mình sẽ tắt cho các bạn coi. Rất là đơn giản luôn, anh em xem mình rọi con cá mình này, nó sẽ thấy mình và mình tắt là nó sẽ thấy mình. Rồi mình sẽ chuyển thêm một cái chế độ led cop này các bạn, led cop này, hai cái led cop hai bên này đấy. Đó, thậm chí là mình có thể dùng cái kìm để coi mình hất cái kìm nó chịu không đó các bạn, mình có thể dùng cái kìm, mình đang làm việc mình lấy cái kìm mà hất nó cũng đi luôn nha các bạn. Đấy, đây nữa đó. Thì cái đèn này khá là tiện đấy các bạn, cho anh em sửa chữa hay là đi đêm rồi ok nha các bạn. Rồi giá là 200k nha các bạn, anh em có thể mua với giá là 200 ngàn. Thêm sản phẩm gì đó để được bao ship nha, bên mình đang ứng dụng chương trình 300 nên anh em mua 200 anh em phải mua thêm gì đó để được bao ship nha. Đây các bạn, thì tiếp theo sản phẩm đó là cái bếp từ nha các bạn. Anh em lưu ý là đây là bếp từ nha, không phải là bếp hồng ngoại. Nó có hai cái loại, trên thị trường nó có hai loại như này, mà là bếp hồng ngoại nó rẻ hơn rất là nhiều. Ở đây mình sẽ không bán bếp hồng ngoại mà bán bếp từ thôi. Đây thì con này là hãng Hikari này các bạn, sản phẩm này thì của Hàn Quốc nha, Hikari. Thì con này thì nói chung bếp từ thì nó quá là nhiều công dụng rồi các bạn. Thì trong hộp nó thì được đóng gói như này, nó có hai cái miếng xốp chống sốc nữa các bạn. Đây, hai miếng xốp hai bên thì nó gài vào đây để nó chống sốc này. Trong bên trong thì nó sẽ có một cái số cái sách hướng dẫn sử dụng. Đây, một cái tem Hikari này của Hàn Quốc nha các bạn. Và cái bếp này. Sản phẩm này thì công suất của nó là 2000W, điện là 220V. Mã là HR19EH, 50-60Hz này các bạn, thông tin đầy đủ ở đây. Thì con này thì phù hợp cho những ai? Đầu tiên đó là phù hợp cho sinh viên. Sinh viên mà sinh viên có điều kiện một xíu nha các bạn, sinh viên nghèo quá thì không mua được đâu. Tại vì bếp từ thì nói chung là cũng khá là tốn điện đó các bạn. Công suất 2000W, nó ăn liên tục một tháng chắc cũng khoảng 200-300 ngàn tiền điện. Thì ở đây thì mặt bếp thì hoàn toàn là bằng kính cường lực nha các bạn, sáng trưng, rất đẹp. Với vùng này là cái vùng để chúng ta đặt bếp. Ở trên này thì nó có một số phím chức năng như sau. Mình cũng mới sử dụng bếp từ nên mình cũng hơi biết cái này một tí nha. Đầu tiên là on off này. On off là chúng ta ấn giữ này các bạn. Hai là timer. Timer thì nó sẽ hẹn giờ. Ví dụ như anh em đi đâu á, cần hâm một cái son cái gì đó, trong vòng 5 phút, 10 phút, 20 phút gì đó là chúng ta chỉnh này đó. Thứ ba cộng trừ là tăng giảm nhiệt độ này các bạn. Tăng nhiệt độ này. Con này nó lên tới, để mình coi thì công suất điện lên bao nhiêu nhiệt độ nha. Đây các bạn, thì bên này thì nó có hai cái nút lạ này. Ở đây có nút hotbox là nó lẩu này các bạn. Đấy. Hotbox là chúng ta dùng để chế độ ăn lẩu. Thì chế độ này khá là dùng nhiều luôn, rất là hữu dụng luôn các bạn. Để mình cắm cho anh em coi. Thì anh em lưu ý nha, đây là bếp từ nha các bạn. Bếp từ nó khác ở bếp hồng ngoại một cái điểm đó là nó kén cái son hơn. Chúng ta muốn xài cái này phải xài inox nha các bạn. Đặng chúng ta đi đây, ví dụ như anh em xài là hàng là inox 304 là chắc ăn nhất. Ví dụ như đây là cái dĩa căng này, nó là một cái inox á, nhưng mà nó hơi mỏng thì anh em cũng không nên dùng đó. Anh em dùng những cái nào mà người ta khuyên dùng cho bếp từ, chứ anh em dùng những cái son nhôm mà son sắt bỏ là nó hư luôn cái son nha bạn, nhiều khi nó bể luôn cái mặt này là vất luôn á đó. Còn bếp hồng ngoại thì nó đơn giản rồi, nó sẽ đốt nóng cái dây trong này, nó hắt lên thì bếp gì cũng được. Còn đây là bếp từ, anh em lưu ý là bếp từ nên nó sẽ dùng những cái son chuyên dụng cho bếp từ thôi, chứ nó không có dùng được những cái đồ tầm bậy nha. Đó, thì mình sẽ cắm điện 220 vô nha các bạn. Đó. Ở đây thì mình không có gì để nấu hết, nhưng mà mình sẽ đó, cái đây là nút nguồn nè bạn, chúng ta chỉ kích on off này. Đó. Anh em kích on off này. Timer. Để mình chỉnh timer thử các bạn. Đây các bạn, thì bếp này á thì chúng ta gắm điện vô này sẽ có on off này các bạn. On là bấm on này, bật lên này. Nên chúng ta sẽ chọn chế độ nấu, fry hoặc là hotbox. Hotbox là chế độ lẩu các bạn. Đó. Thì chế độ lẩu thì đây, bây giờ mình sẽ không có gì đặt lên các bạn. Mình không có cái nồi inox ở đây, mình không dám đặt lên. Khi anh đặt lên nó mới hiểu cái này, nó mới khả dụng các bạn. Thì khi nấu thì chỉnh timer này, chỉnh nhiệt độ này. Con này thì nó sẽ chỉnh công suất các bạn. Anh em coi này.
ở đây là công suất tối đa nó là 2000W, thì chúng ta chỉnh cái này nó lên 2000W này. Đó, còn chúng ta hạ xuống, nó chỉnh quá chứ nó không chỉnh nhiệt độ nha các bạn. Nó không có nhiệt độ nhưng nó chỉnh quá thôi. Anh em cứ chỉnh theo hai nút này. Còn chế độ lẩu là chế độ mà nó nấu một tí rồi nó nghỉ, nó táo một tí nó nghỉ các bạn. Nó sôi nào lẩu chúng ta lên thì nó sẽ nghỉ, nó sôi lên nó sẽ nghỉ. Đó, thì nó như vậy. Đây các bạn nghe này, khi chúng ta bật lên thì cái hệ thống quạt gió nó sẽ làm việc nha các bạn. Đây. Mình on lên là mình bấm chế độ nó lên thường này thì quạt gió nó sẽ hoạt động nha các bạn. Đó. Thì hiện tại bây giờ thì mình không có gì mình để lên cho các bạn coi ấy. Bếp mới rồi, thì con này thì hiện tại bên mình đang bán với giá là 650.000 bao ship luôn nha các bạn, chỉ có 650 thôi. Nó mắc hơn cái bếp hồng ngoại một tí nhưng mà nó ngon hơn nhiều nha. Ok, nhiều thứ hay hay lắm các bạn. Có cái dù nữa nè, dù này là dù dành cho mấy anh em đi câu cá. Rồi đây có một cái món hàng mà mình nghĩ trong cái dịp Giáng sinh này với Noel này thì mấy anh cần lắm này. Đây các bạn, đây một led pháo hoa nha, tí nữa mình giới thiệu kỹ hơn. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu một số cái mặt hàng mới bên này về nè các bạn. Đó, một số mặt hàng mới về này. Đó, như tắc này các bạn, hôm nay có tắc tắc nam này. Đó, các bạn có thể mua với giày nha, giày kia. Một số hộp gỗ đây là mình đang để đồ gốm sứ trong này nha các bạn. Thì tí nữa mình sẽ tiêu kỹ hơn. Thì đầu tiên thì anh em vui lòng cho mình một like nha các bạn, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình sẽ đăng rất là nhiều sản phẩm mới hay hơn nữa nha các bạn. Rồi tiếp theo là cái này. Cái này là một cái máy đếm tiền bị hư. Hư thì nói chung là gắp điện nó vẫn lên nguồn, vẫn chạy bình thường, nhưng mà nó không có cái đế ra đây các bạn, mắc cảm biến rồi này. Dành cho anh em về nghiên cứu, học hỏi gì, tìm tòi gì đó, nhiều thứ. Có cái tay sách này, hàng của hãng Silicon. Nói chung là lên nguồn nha các bạn, nhưng mà nó bị thiếu đồ tùm lum hết. Thiếu dây nguồn này các bạn, công tắc vẫn còn này. Rồi thanh lý cái này cho anh em về, anh em thích làm gì đó làm các bạn. Về nghiên cứu, giá 300.000 nha. Số 1 máy đem tiền bị hư. Rồi số 2. Số 2 là một con biến áp hàng Singapore nha các bạn. Đây, thì cái con này giá là 1 triệu này. Thì những sản phẩm cuối cùng này nó có đánh số nha các bạn, đọc xem mã số. Hàng con này 1 triệu này các bạn. Đấy. Hàng này là hàng bao xài nha, ngon lành hết. Ở đây là nó ra 3 cổng này. Hàng này là hàng Singapore nha các bạn. Có 3 cổng 100V này. Cái này cho anh em xài đồ Nhật. Công suất nó là 1000 gọi là 1 ký các bạn. 1000W. Đằng sau có công tắc, có CB chống giật luôn. Còn chì ở đây. Thì khi mình bán không có con dây nha các bạn, con dây ấy. Thì sản phẩm này nói chung là mình bán mình sẽ bao cho anh em hoạt động ok. Nó trong rất đẹp luôn nha các bạn. Con này nó nặng phải đây. Để mình cân nha các bạn coi. Bao nhiêu ký? Con này nó nặng 5,5 ký luôn nha các bạn. Đó. Biến áp của nó là nó dùng cái cuộn dây bằng đồng hết nha. Ok, rất là đẹp. Rồi số 3 các bạn. Con này là bị sót trong kho. Một con máy bắn đinh của Ryobi. Đây, con này là bắn đinh 5 nha. Đẹp lắm. Con này là hoạt động hoàn hảo ok. Đó, mọi chức năng hoạt động ok. Khi chúng ta bỏ đinh, chúng ta bỏ cái hướng này này. Đó, rồi chúng ta bỏ lên, chúng ta gọi cái con này lên. Nó như một cái súng nha bạn. Con này thì đẹp cực kỳ luôn nha các bạn. Hoạt động mọi thứ ok nha. Đây là cái hướng chỉnh hơi này. Con này là nằm trong cái kho mình là hàng tuyến lửa đấy các bạn. Nhưng mà lâu quá không xài. Lâu bây giờ mới đem ra, có khó an toàn hẳn hoi nha các bạn. Bao hoạt động ok cho anh em luôn. Còn giỏ sách này, trong này có cả bình dầu nữa các bạn. Đây, có cả bình dầu luôn. Còn chút đỉnh này. Rồi, mã số 3 là 400.000, một con súng băng đinh. Này. Rồi tiếp theo là tới đồ gốm Nhật nha các bạn. Đây, đợt này mình về được một mớ cái đồ gốm Nhật. Thì nói chung giá trị thì phải người chơi mới biết, phải người rành mới biết. Còn mình thì mình sẽ bán theo, mình nhập sao mình bán dạy các bạn. Kiếm vài đồng ăn sáng cho vui thôi. Đó. Ở đây thì mình về được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái nha các bạn.
7 cái. Đây, 7 hộp như này thì trong này là 7 cái, 7 món hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là mình mã số 4 này. Đó. Thì mình để mình lấy cái thước mình đo cho anh em cái thước luôn. Đó. Ở đây thì cái đầu tiên cái thước hộp mà mình đo các bạn cái hộp luôn nha các bạn. Hộp này thì người ta quấn bằng keo này. Bây giờ chúng ta về mở ra thôi. Lột ra thì cái hộp nó bình thường, nó đẹp chứ không có hư đâu nha các bạn. Hộp gỗ. Đó. Hộp gỗ đó, chắc ăn như này luôn. Thì ví dụ như đây có băng keo thì chúng ta lột này. Ở đây thì người ta dán thì mình dùng lột thôi. Đó, lại giữ lại cái hộp luôn nha, trưng bày. Ở trên đây thì nó có sẽ có chữ nho này các bạn. Chữ đây là chữ Nhật nha. Đó, của những nghệ nhân người ta ghi lên. Không biết là giá trị nó tới đâu, có thể là anh em mua cái này về trúng vài tỷ cũng có nữa các bạn. Mình thì kiếm được 100-200 ngàn, nhưng mà có khi anh em mua về trúng hàng cổ hàng hiếm thì anh em kiếm vài tỷ cũng là chuyện có thể nha. Đó, nó vui thôi nha các bạn. Ở đây trong hộp thì nó sẽ có những cái giấy trong sắt thôi. Đây, lụa này. Hoặc nắp. Đây, đây là cái bình của chúng ta. Bình này thì bên trong thì mình sẽ độn, khi gửi mình sẽ độn cho anh em rất là nhiều giấy như thế này. Ủa, có gì đây nữa? Đây các bạn, nó có một thanh gỗ trong này nè các bạn. Chắc này là hàng người ta trưng bày, người ta để như thế này nè. Đó. Đó, chữ Nhật này, đóng mộc và đóng dấu này của các nghệ nhân của họ này các bạn. Mình bỏ luôn trong này nha. Đó, thì cái bình đầu tiên các bạn, cái bình này là hoa văn là núi non của Nhật Bản này. Đấy. Thì nói chung là cái công nghệ mà gốm sứ ở bên Nhật là nó hàng đầu thế giới nha các bạn. Đó. Thì mình không biết. Đó, mình gõ cho anh em nghe tiếng bon bon này. Đó. Thì khi mình đút lỗ tai vô nghe tiếng gió rất là ghê nha các bạn. Ù ù đã lắm. Xong vậy. Đây là những quả núi nha các bạn. Đây là đồ núi này. Thì bên Nhật nó rất là thích những cái hoa văn như này. Ở đây nó có một cái, mình nghĩ đây là cái tên của nghệ nhân làm ra nó. Rồi, con này để mình đo cho anh em kích thước này, để mình nhét đây vô đã. Đó, kích thước của nó các bạn, chiều cao này. Nãy mình chưa đo cho bạn cái kích thước cái hộp nha, để đo kích thước hộp trước. Đây, kích thước hộp này các bạn, là 24. 24 vuông nữa các bạn, hộp này là 24 vuông nha. Thì cái bình này thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng kích thước gần gần như vậy thôi. Đó, cao là 23. Cái độ rộng của cái miệng này các bạn 10 phân. Đường kính của cái bình này là 22. Đường kính của cái bình này là cái chỗ to nhất là 22 nha các bạn. Cái miệng này 10 phân. Đó. Rồi ok, con này thì giá là 1 triệu nha các bạn. Mã số 4, 1 triệu. Nếu anh em về gặp đúng hàng thì sẽ kiếm 1 tỷ nha các bạn. Ok. Rồi, tiếp theo là bình số 5. Mã số 5 900. Bình này để mình cho anh em coi toàn bộ những gì ở trong này có nha. Trong này nó có một cái tờ giấy. Đúng hàng Nhật luôn bạn. Kutaniyaki. Kutaniyaki. Đấy. Chữ viết tay luôn. Đó, đó các bạn. Nhìn y như là một quyển võ thuật gì đó các bạn. Ghê lắm. Anh em là đọc giúp mình nha. Có thể để lại bình luận cho mình những dòng chữ này cũng được. Cuốn sứ của họ này. Thì mình giữ luôn cái tờ này cho anh em cho nó giá trị nha. Đây là một cái áo của người Nhật. Họ đem vô họ lót ra cho nó êm á. Cái miếng này trong sóc cho nó nha. Đó, đây là một cái bình mình để mình đo cái hộp cho bạn coi trước đây. Đây, cái hộp nó thì cái hộp nó cũng lằng ngoằng chữ Nhật như họ nha các bạn. Có đóng dấu này. Lột băng keo, anh em về lột băng keo ra. Nó dài là 33. Cái mặt này vuông nha, là 16 này. 33 16. Thì cái bình này nó cũng sẽ rơi vào cái thước như vậy nha các bạn. Nó nằm vừa vặn trong này mà. Bình này thì nó làm theo cái kiểu là sứ, kiểu như người ta đưa lên nhiệt độ cao bằng là cho nó sốc nhiệt nó bể này. Nó nứt cái văn nứt này. Cái này hoa văn lằng ngoằng lắm. Dưới này có một cái dấu sứ mà họ đóng đây này các bạn. Anh em coi dấu chì này. Cái này. Rồi. Để mình đo cho anh em coi. 32 cm nha các bạn. 31 32 đấy. Cái độ rộng nhất của cái bình là 14. Cái chiều này là 14 các bạn. Rồi ok. Giá là 900 ngàn. Mã số 5. Rồi tiếp theo là mã số 6 nha các bạn. Để mình đo cái hộp trước cho các bạn coi. Này, 22 mấy này, 22 rưỡi này. Đây là 13 rưỡi này các bạn.
Thì trong này nó sẽ có hai cái bình nha các bạn. Đây, cái này là mã đây rẻ nhất á, 700 ngàn này. Gồm có hai cái bình. Đây. Đấy. Nó sẽ có hai cái bình như thế này. Hoa văn nó là con cong nha các bạn. Thì một để mình đo cho bạn coi một cái này giống như một cái hũ rượu vậy các bạn. 12 này. Đây. 11. Cái 11 trong này là nó trắng men luôn trong này nha các bạn. Nhìn trong là thấy trắng men hết luôn. Hình hoa văn cong. Cái này thì giống như một cái mới nhìn giống như cái tặng thuốc nhưng mà không phải nha các bạn. Đó. Rồi. Thì cái combo này nó gồm có hai món lận. Giá là mã 6 là 700 nha các bạn. Ok. Tiếp theo là cái số 7 nha các bạn. Đây. 27 cm này. Ngang là 14. Đó. Trong hộp này để coi có gì không các bạn? Không có gì hết nha. Có một cái bình thôi. Cái bên này là một cái bình cắm hoa. Này. Cái này có một cái tem. Cái này thì nó cái chất men nó y xì như cái này các bạn. Đó, cái kiểu nó như cái hộp vừa rồi đó. Đó, sứ y vậy, cũng hình hai con chim này này. Thì mình sẽ đo cho bạn coi cái chiều cao của nó đó. 24 nha các bạn. Đường kính này nó rơi vào khoảng 13, 14. Rồi. Một cái bịch cắm hoa siêu đẹp luôn. Rồi, giá là 800 ngàn. Còn 3 con nha các bạn. Đó, số 8, số 9, số 10 thì mình đo luôn cho các bạn coi. Đây. 14 này. 26 thì mình đo cho các bạn cái hộp để các bạn hình dung được cái thước bên trong nha. Chưa để đo cái bình này không chính xác lắm. Đây, cái bình này cũng đẹp lắm nha các bạn. Nó cái kiểu dáng này nó không giống cái nãy. Bên trong thì không được trắng men nha các bạn. Nó còn nhám luôn này. Siêu đẹp luôn các bạn. Thì nó có cành hoa và những con bướm bướm này. Dưới đây nó có một cái mọc như đây. Hai mươi bốn. Có một cái viền như đây không? Rồi. Cái này là giá là 800 ngàn nha các bạn. Mã số 8 này. Tiếp đến là cây số 9 nha các bạn. Đây. Số 9 là 800 này. À quên, để mình đo cái thước. Đó, 28 này các bạn. Thì cái thước này thì nó cũng gần là bằng cái thước này luôn nha các bạn. Nó gần gần như nhau để mình đo nên mình phải đỡ phải đo cái thước kia. Đó, 13. Đây. Cái bình này thì đây các bạn, dưới đít này nó có một số này. Ở trong này nó có mấy cái trong sóc vui lắm nha các bạn. Đây. Nó rơm, kiểu như rơm á. Bình thì cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Được tráng men đẹp lắm. Bên trong người ta tráng men hết trơn luôn nha các bạn. Nó làm thì kia nó sóc nhiệt á, chứ nó nấc nấc nấc. Đây. Rồi ok. Mã số 9 là 800 ngàn này các bạn. Rồi tiếp đến là cái bình cuối cùng là bình số 10. Số 10 là 700. Cái bình này thì cái men như lúc nãy này các bạn. Bình này cắm bột bông hoa là đẹp luôn á. Đây. Bên trong này nó sẽ có một cái tờ. Đây. Đây các bạn. Chữ nhật không thôi nha. Đây, rất đẹp. Rồi, cái này là giá 700 nha các bạn. Bình số 10 này, giá 700. Rồi, tiếp theo là mình sẽ view cái sản phẩm cho anh em coi. Đó là một cái, gọi là cái
Xem thử này. Đây các bạn, thì ở đây là một cái nồi cơm điện này. Đấy, hàng của Nhật nha. Đó. Con này thì nó có khả năng là tách được 33% cái lượng đường ở trong gạo, giúp cho cái người gầy á, người mà ăn kiêng các bạn đó, là có thể ăn cơm thoải mái luôn. Nói chung là cái hàng quán này rất là hay luôn. Nồi cơm bình thường thì nó rẻ lắm nha các bạn. Còn cái nồi cơm mà dùng để tách đường cho người ăn kiêng thì nó khá là hiếm và giá khá cao. Đây, ở đây thì hàng này là hàng còn trong hộp luôn nha. Để mình đổ ra cho các bạn coi thùng của nó này. Ở đây các bạn thấy 33%, có nghĩa là nó có khả năng tách được 33% lượng đường ở trong gạo chúng ta. Đó, nồi cơm tách đường này thì giúp cho những cái người mà bị mỡ trong máu hay là tiểu đường đó các bạn đó, có thể ăn cơm bình thường, không có lo cái vấn đề mà đường trong người. Hay là những chị em mà ăn kiêng á thì có thể mua cái này nha. Tại vì cái hàng này nó có thể nó giúp ăn kiêng rất là tốt. Nó thùng là mới 100% như thế này. Hàng còn full hộp luôn. Đây. Ở đây còn sách hướng dẫn là các kiểu nha các bạn. Trong này là cái sách hướng dẫn này chúng ta giữ lại nha. Anh em thì muốn xài thì lên mạng nha, lên mạng coi cái cách thức hoạt động của nó cũng như là nguyên lý cách sử dụng của nó cho ấy, chứ thực sự cái này hồi giờ mình cũng chưa biết cách xài đâu. Con này sản xuất năm 2018 này các bạn. Bản này là bản V2 này. Đây là catalog của nó. Bên này nó có một cái nồi này, để mình mở ra cho bạn coi luôn. Anh em lưu ý là con này nó sử dụng điện 100V nha. Điện 100V. Đừng có cắm luồng điện, cái này cắm luồng điện là khó sửa lắm. Đây, ở đây nó có một cái chui, có một cọng dây dây mát này. Đây là cái công suất của nó này các bạn. Công suất con này là 860W. Nhiệt độ của nó là 192 độ C này, 10A, 100V. Đây là thông số, em coi cho kỹ nha. Để về đừng có cắm nhầm điện nha các bạn. Cái này là nó có một cái khay này các bạn, cái khay này là cái khay tách đường á. Thì khi mà chúng ta nấu thì nó sẽ cái lượng đường thừa hay là cái gì đó nó sẽ tập trung ở đây. Nó nằm ở dưới đây. Đây là cái khay, cái đây là có thể để mình coi. Cái đây là cái khay nước thừa này các bạn. Khi mà nấu thì nó sẽ tạo ra một cái lượng nước thừa, nó nằm trên này nha. Còn đó, còn cái nồi chúng ta lúc này nhìn cái nồi to nhưng mà cái nồi nó rất là nhỏ luôn. Bên trong này nó có một cái ổ như này. Khi chúng ta nấu thì đây các bạn, nó có cái cách hướng dẫn sử dụng này. Ở đây nó có hai cái cây này, chúng ta dùng cái đồ vệ sinh trước khi nấu, chúng ta vệ sinh cái này nha. Vệ sinh này để nó tạo ra cái hiệu quả cao nhất. Trong này nó có hai viên bi này các bạn, như nó khóa một chiều á. Nó sẽ nước á, khi ở trong này nó có cái mang nước này, là hai cái điểm này nó sẽ tiếp xúc chia hai cái chỗ này, thì nước nó sẽ đưa lên nó nấu chín cơm bên này. Ở đây là một cái khay nóc, chúng ta vo gạo là chúng ta vo để trong này nha. Nói chung là khi mà anh em về xài là lưu ý là giữ cái tờ giấy này nha các bạn, để coi cách thức người ta chỉ cho chúng ta xài này. Đầu tiên là gắm điện này, thứ hai là rút cái này ra đổ nước vô này, thứ ba là vo gạo là chúng ta vo gạo trong cái này nha các bạn. Đấy, thì cái này khi mà chúng ta nấu á, thì nó sẽ giữ lại cái lượng cơm lên này, cái lượng cơm đã được tách đường á, và cái phần tách nó sẽ nằm ở dưới này. Đấy, thì giúp nó tách được 33% đường, giúp cho người ăn kiêng đồ không có bị mập hay là người bị tiểu đường đó các bạn. Đó, rồi chúng ta đổ rửa cái này. Bước 7 này. Đó. Các bạn, nó hướng dẫn rất là cụ thể trong này nha các bạn. Đó. Đổ nước. Đó.
nói chung viện nghiên cứu. Đây là cái cách mà chúng ta chỉ, nó chỉ chúng ta là bấm nút như thế nào nữa nè các bạn. Đó. Cụ thể hôm nay mình sẽ giữ lại cái này cho anh em nha. Rồi trong cái này đó các bạn, nó có ba cái đồ này. Thứ nhất là cái dụng cụ này để vệ sinh nha các bạn. Anh em giữ cái dụng cụ này để vệ sinh cái lỗ này nè các bạn. Nó chúng ta trước khi nấu thì chúng ta phải vệ sinh cái này cho nó thoát. Và có một cái cốc. Cái cốc này là cái cốc đông nước như là gạo này. Cái vá. Nhìn cái nồi nó to như thế này nhưng mà bên trong thì nó nhỏ thôi các bạn. Cái này thì mình nghĩ là nấu sẽ được 2 đến 3 lon gạo nha. Đó, thì chúng ta nấu thì chúng ta để đúng vị trí nha các bạn. Chú ý là để đúng vị trí. Trong này thì về thì anh em nhớ đọc cái hướng dẫn trước khi sử dụng cái này nha. Chúng ta phải để đúng vị trí nó mới khớp được cái này vô nha. Toàn bộ mọi thứ đồ đạc là nó nằm hết trong này. Đây là cái ngăn mà chúng ta đổ nước này các bạn. Rất là xịn sò luôn nha. Nên là những cái đồ bình thường nó không sẽ không có được cái này đâu. Đây là cái có thể là hướng dẫn sử dụng nè các bạn. Nồi này là nồi của Thanco nha. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em coi cái giá mà trên thị trường nó đang bán. Đây các bạn, thì những cái nồi cơm tách đường thì nó sẽ có giá rất cao bạn. Đây là giá bây giờ mình mới tham khảo là được khoảng 12 triệu này. Chứ cái thời mà cái đây khoảng 1 năm là nó 22 triệu nha bạn, 18 đến 22 triệu một cái. Đó. Đây các bạn, nồi nó này. Thì cái nồi này hiện tại trên mạng nó vẫn còn thông tin nha. Anh em cách sử dụng hay gì đó thì anh em mới lên ở đó coi cho nó rõ hơn. Đây là cái màn hình nó này các bạn. Cái đây là cái phím chức năng ở đây này các bạn. Đó. Là hoàn toàn là cảm ứng hết nha. Đây là các chế độ nấu cơm đó này, có hẹn giờ, hẹn đồ đàng hoàng thế này. Còn cái này là khi mà chúng ta nấu thì nó sẽ chứa một cái lượng nước đây này, thì anh em cố gắng là đổ nha. Đi đổ cho nó hoạt máy nó hoạt động tốt hơn. Rồi. Đó. Cái đây là cái tay sách của nó này. Anh em lưu ý mình nhắc lại một lần nữa là nó sử dụng điện 100V nha các bạn. Anh em mà về là cắm lộn điện là mình sẽ không có chịu trách nhiệm về cái hàng này hết trơn. Và giá của cái này các bạn, đây, để mình cung cấp cho các bạn cái kích thước về cái giá này. Giá hiện tại mình đang bán là 4,8 triệu nha, bao ship luôn. Đó, giá này thì đã bao luôn phí vận chuyển và chỉ bằng 1/3, một nửa cái giá, chưa tới một nửa giá hiện tại các shop đang bán nha các bạn. Rồi. Rồi, đầu tiên là mình giới thiệu cho anh em những cái dầu câu cá này các bạn. Tại vì sản phẩm này nó hơi cồng kềnh, nó hơi kiếm chỗ diện tích nên mình sẽ quay phim đầu tiên. Thì ở đây là cái dầu để cho anh em mà dân câu cá đấy. Là dùng. Thì cái dầu này, cái đường kính nó thì nó khoảng 80 đấy các bạn. 80 đến 1 mét đấy, để mình đo cho anh em coi cái thước. Thì ở đây mình không có cái ghế câu cá nhưng mà mình sẽ mô phỏng cái đây cho anh em coi nha. Đó. Nói chung là những anh em mà đam mê câu cá thì thích cái này ạ. Này các bạn, thì đường kính cái dầu khi chúng ta mở ra là 1 mét nha các bạn. Đường kính là 1 mét. Thì cái dầu này thì nó có thể khả năng là nó kết nối với kết nối với những cái ghế, cái đồ, những cái cây sắt mà khoảng 16 là nó kết nối ok nha. Đó, nó có thể bật lên ở xuống này các bạn. Ở đây thì ngoài tính năng mà câu cá, đi câu cá thì chúng ta có thể dùng một cái dầu ở nhà cũng được nha các bạn. Bật lên này. Đấy. Thì đây là ví dụ như đây là một cái ghế đi câu cá đi, chẳng hạn mình ngồi trong này thì nó có thể được che mưa hoặc là che nắng cho anh em luôn nha. Rất là hay. Thì các bạn qua đây mình cho coi cái cơ chế của nó này. Đây. Thì ở đây nó là nó dùng một cái khóa như thế này. Ở đây mình có hai loại nha các bạn. Đầu tiên là cái cây màu hoa này. Cái cây này là cái cây hoa này các bạn, hoa hề. Còn đây là cây màu hồng. Thì hai cái dầu này nó có khác nhau ở chỗ này xíu nha. Đây, cái đây là nó có cái, nói chung là nó cũng như nhau cả các bạn. Cũng xoay cái này để kẹp vô cái cây đây. Đó. Còn cái đây thì nó xoay, nó màu trắng, nó xoay cái đây. Đây mình xoay cho bạn coi. Đó. Chúng ta xoay cái này ra mục đích là để, một là nghiêng cái hướng cái này các bạn. Đó. Nghiêng cái hướng này. Hai là chúng ta sẽ siết cái ngàm này lại.
để đi câu cá đồ đó các bạn, hoặc là mua về cho con mà nó đi học đây đồ. Chỗ này cũng có thể mở ra này các bạn, thì mình xếp lại cho anh em coi. Đó, xếp lại nó gọn như này đó. Và dù này là dù màu, cái này là màu hồng nha, còn cái đây là màu hoa. Thì hàng này là hàng đồ điện Nhật nha các bạn, cái này là bên Nhật người ta rất là mê luôn, người ta đi câu cá này. Đây là cái tem của nó này các bạn, cái tem là hoàn toàn là 100% chữ Nhật hết nha các bạn, chữ Nhật hết luôn. Rồi thì cái sản phẩm này thì anh em mua thì gọi là cái dù câu cá nha, hay là cái dù gì đó, giá là 100.000 này các bạn. Đó, dù này là 100.000 này cho anh em đam mê. Đó, ok. Này các bạn, thì anh khách này thì hồi xưa cũng có mua hàng mình một vài lần rồi đó. Tuy nhiên là sao được này, anh kỳ cục vậy, mình không hiểu luôn. Anh em coi cái lý do này, lý do khách không nhận hàng là không có tiền này các bạn, nó vô lý hết sức luôn. 42 kg, nói chung là cái giá 42 kg thì khi mình giao hàng thì nó ăn mất mình khoảng gần 500.000 tiền ship đi đi về về luôn, hơn 500.000 chứ. Đó, đây các bạn coi này. À, địa chỉ ảnh là anh Tăng này các bạn, một số điện thoại này. Cái này thì mình cũng không phân tích sâu về cái thông tin khách hàng đâu. Đó, hai cái tủ của mình, tủ số 1 2.6 triệu, tủ số 2 2.6 triệu này các bạn là 5.2 triệu đấy. 5.2 triệu thì nói chung là đi đi về về thì nó mất một đống tiền rồi, nó lỗ. Thì bây giờ mình sẽ view lại cái tủ này cho anh em coi, mục đích là mình đang bán lại nha các bạn. Đó, thì ở kia nó còn một cái tủ nữa, nó cũng y chang như vậy luôn, nó, mình bán giá lại với giá 2.6 triệu cho anh em luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ view cái tủ này cho anh em coi này. Thì cái tủ này thì kích thước của nó để mình đo lại luôn. Thì anh khách của mình là anh là một bác sĩ nha các bạn, anh một bác sĩ gì đó thì mình không biết, nghe shipper nói lại thôi. Đó, khách tới nhà gọi thì anh trốn luôn, anh cầm điện thoại mà anh không có nghe các bạn, người ta thấy anh ngồi bấm điện thoại mà anh không nghe luôn. Đó, thì anh cố tình trốn mà sao không biết được, này anh chơi cái trò độc thiệt. Đó, ở đây thì cái tủ này nó cao mà là 63 này các bạn. Đấy, cao 63 tổng thể từ dưới lên này. Đó, nó rộng á là 40 nha các bạn. Đó, rộng 40. Và cái độ chiều sâu của nó này các bạn, chiều sâu nó tới 58 luôn. Đó, 58 thì anh em thấy cái tủ này rất là to nha. Cái tủ này thì mình thấy là thường thường á, anh mua về mục đích đầu tiên các bạn. Mục đích của anh là anh mua về để anh đựng thiết bị y tế của anh á. Tại vì cái tủ này đựng thiết bị y tế là ngon lành luôn các bạn. Đó. Đây là cái ngăn của nó này vô cùng rộng rãi luôn các bạn. Đó. Thì tủ thì gồm có 3 ngăn các bạn. Ngăn dưới này các bạn, em coi này nó rộng khiếp luôn. Cái ngăn dưới này thì cái chiều sâu của cái học là 26 phân này bạn. 26 là chỗ này. Chúng ta có thể để một cái đồ vật gì đó các bạn. Ví dụ như mình để cái đây. Và cái cơ chế nó thì nó trơn lắm nha các bạn. Chỗ đây nó cực kỳ mềm luôn. Tại vì cái tủ này là hàng Nhật xịn này các bạn. Nó có cái tem Nhật này, anh em coi lại cái. Còn cái tem này. Thì cái đây thì bên Nhật họ dùng để làm gì thì mình cũng không biết nữa. Mình nhưng mà mình nghĩ là lòng dùng trong photo rồi các bạn. Ở đây có một cái chìa khóa. Thì cái chìa này á thì đó, cái chìa này thì chúng ta xài một khóa này là nó khóa luôn 3 tủ các bạn. Đó, nó hay ở điểm này. Đó, không cần phải khóa 3 chìa nha, chúng ta xoay cái hướng này mở ra này. Đó. Đó là khóa luôn 3 hộp. Đó. Một lần là nó khóa luôn 3 hộp các bạn. Nó dính cái chìa mất các bạn. Đó. Thì ở đây thì tủ này mình bán thanh lý với giá là 2.6 triệu nha. Chìa thì nói chung là ba cái tủ hiện tại thì nó đều có 3 chìa hết nha các bạn. Ba tủ nó đều có 3 chìa hết. Cái ngăn đầu tiên này, cái ngăn này thì mình để rất là nhiều thứ nha các bạn. Xíu nữa mình cho các bạn coi một cái tủ mình giữ lại. Đó. Thì giá mình bán lại là 2.6 triệu nha các bạn. Giá này là đã bao ship luôn. Đó. Bên này còn được 3 cái nha. Đáng lẽ là nó chỉ còn một cái ở nhà mình thôi. Nhưng mà nó không may thì nó còn tới 3 cái luôn thì xui quá. Đó, 2.6 triệu này. Thì ở đây thì mình giữ là một cái tủ mình xài các bạn. Cái tủ mình thì mình cũng không có cần thiết phải đẹp đâu. Nên mình lựa cái tủ mình là bị bể này. Thì mình để mình xài thôi. Mình để ở tiệm mình đựng đồ này lên tinh các bạn. Mà nó tiện lắm nha các bạn. Ví dụ như tầng cuối cùng này. Đó, anh em coi. Mình để giấy tờ này. Hóa đơn, hóa đồ mình để này. Đó, rất là nhiều thứ nha các bạn. Đó. Ống nhòm mình để được trong này luôn. Thì nó đóng mở rất là sướng luôn các bạn. Đó, tầng 2 này các bạn. Tầng 2 là cũng để đủ thứ luôn. Sổ sách này các bạn.
đủ thứ luôn các bạn. Đó, tầng 3. Tầng 3 là để đủ loại luôn. Tầng 3 là để chìa khóa rồi để nói chung là đồ hỗn độn luôn các bạn. Đủ loại luôn. Đấy. Thì nói chung là cái tủ này nó khá là đa năng nha. Xài thì cái trong nhà thì nó đủ loại hết. Rồi, thì ở đây thì mình đã miêu tả cho các bạn coi thôi, cái tủ mình không có chìa, nhưng mà những cái tủ mà bị bom các bạn, tất cả đều có chìa hết nha các bạn. Đầy đủ chìa hết. Mình bán với giá là 2,6 triệu, mình bao ship cho các bạn luôn. Đây các bạn, thì tiếp theo là sản phẩm là mình sẽ giới thiệu cho anh em, đó là cái đèn LED này các bạn. Đó. Như nãy mình nói cho các bạn đấy. Thì cái đây là mình bán với giá là 260 nha. Đó. Thì mình giới thiệu một xí về nó đã. Thì khi mà anh em mua hàng thì anh em sẽ nhận được một cái như thế này. Con này thì được cái là nó kết nối được với điện thoại nha các bạn. Đó. Thông qua app có. Con này thì khả năng là theo nhạc này các bạn, music này, đó, nó có thể phát theo nhạc này. Bluetooth này, Bluetooth là mình chả biết là cái gì mà sao có lại có Bluetooth luôn. Có control là remote này, có giọng nói này. Đó, tạm thời thì mình chưa có dùng mấy cái tính năng đó, mình chỉ dùng remote thôi, cái này xíu nữa thì anh em về nghiên cứu thêm nha các bạn. Đủ loại hết, có đủ loại hết. Thì nó theo cái kiểu phong hoa. Thì chuẩn bị cái dịp Giáng sinh này rồi thì anh em mua về anh em gắn cho đẹp này. Ở đây thì nó sẽ dùng để trong hát karaoke rồi nha các bạn. Đủ thứ công dụng hết. Một bộ nó khi anh em mua về á. Đây là toàn bộ cái sản phẩm đó này. Một cái cuộn này là người ta quấn dây led nha các bạn. Dây led là đầy đủ dây trong này luôn. Là tất cả các nó tỏa như pháo hoa đấy. Ở trong này này. Một cái USB. USB này thì nó có gắn chip Bluetooth trong này nha các bạn. Và nó có cái mã QR code này. Khi anh em mua về anh em dùng Zalo anh em quét cái mã QR code này sẽ ra một cái app cho anh em. Đó. Rồi cái đây là cái đế này các bạn. Cái đế này để chúng ta kết nối lại như hình pháo hoa đó. Trong bộ nằm trong này luôn. Thì mình cứ để sẵn hết trong này, anh em mua về là nó đầy đủ trong này luôn. Dễ làm lắm. Một cái remote control này các bạn. Và một cái USB. Thì cách kết nối thì bây giờ mình sẽ cho anh em coi hình ảnh thực tế để cho nó dễ luôn. Đó. Thì khi mà chúng ta kết nối vô thì nó sẽ được một cái led như thế này các bạn. Thì khi chúng ta kết nối á thì để mình tắt cho anh em coi cho nó rõ hơn đã. Đây anh em để ý là trong cái khung này này các bạn, nó sẽ có một cái điểm là cái điểm nó màu hơi màu vàng tí là anh em dùng cái đó làm cái dây chính nha. Cái dây chính thì nó sẽ đi qua cái USB này đó, chúng ta gắn vào cái dây dài nhất á. Đó, nó qua USB, nó có một cái rắc kết nối chỗ này, chúng ta gắn vào cái USB. Thì sau cái đó chúng ta kết nối. Thì ở đây thì mình sẽ không có cái nguồn các bạn, mình không có cái nguồn trực tiếp, mình dùng cái nguồn sạc dự phòng để cho nhanh. Đó thì mình gắm vào thôi. Cứ việc gắm vào như thế này, còn cái app á chúng ta tải theo cái app này nha các bạn. Chúng ta quét như thế này. Nhưng mà mình nghĩ cái này thì theo như mình á thì mình cũng không cần phải tải app tải đồ làm gì đâu, mình chỉ cần dùng cái control này là được rồi. Đó. Thì nó gồm có là một cái tia chính là mình cái tia đi lên đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiện tại nó có 10 các bạn. 1, 2, 3, này. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 luôn nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đó, 10 tia và một cái đường thẳng lên. Đó, thì mình sẽ thử cho anh em coi một số tính năng nó nha các bạn. Còn kết nối thì nó vô cùng đơn giản luôn. Cái này không có gì phải nói nhiều nha các bạn. Chúng ta tìm cho nó một cái đầu nguồn. Thì anh em về quán cà phê hay là gì đó trong nhà gì đó mà muốn cho nó đẹp thì mua một cái này. Thì cái râu của nó các bạn, cái râu của nó thì để mình đo tới khoảng nửa mét các bạn. Một cái râu nó tỏ là nửa mét. Thì đường kính của cái khung rộng này này là khoảng 1 mét. Đây một số tính năng này các bạn. Đầu tiên chúng ta bấm mở này. Nó mình bị khuất cái con Bluetooth mất. Đó các bạn, mình bấm mở lên này các bạn. Đó thì ở đây thì chúng ta muốn chọn gì chọn. Mình bấm màu đỏ này. Đó, màu đỏ là bấm nó dừng này luôn. Đấy. Rồi bấm C3 này. Đấy, nó đủ màu các bạn. Mình chuyển tiếp này các bạn. Thì giờ mình sẽ test tất cả các tính năng trên cái móc cho anh em coi. Cái này là những cái chế độ mà nó đứng yên, nó không có nhảy. Đó, đó cái này là chế độ C16 trên cái móc này các bạn. IC set. Đó, bây giờ mình bấm là nó, mình bấm tất cả các nút này cho anh em coi luôn nha. Đó. Đó, bây giờ mình bấm tới cái vụ này nè. Đó, đây là cái kiểu mà pháo hoa này các bạn. Pháo hoa này là nó sẽ đổi màu liên tục nha. Màu vàng này, đấy.
Tiếp theo là màu xanh này. Đó, nó sẽ tự động như thế này, nó đổi màu liên tục cho anh em coi. Đây màu tím này các bạn. Đó, mình sẽ bấm cái màu cái nút đây tiếp này. Đó, màu đỏ này các bạn. Đó, nó nửa ra đó các bạn. Đây là nó ngược lại này các bạn. Khi mà đây kiểu như nó gom lại đó các bạn, nó gom lại rồi nó hạ xuống á. Đó. Tiếp theo là auto này, cái nút auto thì chúng ta bấm khi auto luôn thì nó sẽ tự động nó chuyển chế độ, nó đủ kiểu luôn á. Đó. Rồi kiểu này, đấy cái những cái kiểu này cũng khá đẹp nha các bạn. Đấy. Nhiều lắm, đủ là kiểu hết. Đó, bây giờ bung ra này. Rồi đó. Đó cái này là nửa này nửa nọ này các bạn. Đấy, bung ra này các bạn. Đó. Cái này là đứng yên. Hả? Đó, nửa lên này. Cái này về có thời gian đó các bạn, có chế độ nhấp nháy nào đó. Đây mà có thời gian chúng ta có thể về chúng ta đủ kiểu hết nha. Về nghiên cứu từng chức năng nó, cái nào đẹp phải dùng. Zoom này. Đó. Đó, cái này là chớp nháy. Đó, cái này là cũng đẹp nhất này các bạn. Cái này đủ màu sắc luôn. Đó, và tắt. Rồi, thì đó. Thì cái bộ này hiện tại bên shop mình đang bán với giá là 260 ngàn nha các bạn. Đó, giá này anh em mua thêm cái gì nó để được bao ship nha. Mua thêm cái gì nó để được bao ship 300. Ok. Đây các bạn. Thì hôm nay mình về cho anh em là một lố, một mớ tắc nha các bạn. Đây là tắc cái loại mà có tông. Thì anh em lưu ý là cái loại tắc này là tắc xịn nha. Nó có chức năng là thông thoáng này, làm bằng cốt tông nên nó thông thoáng và nó hút mồ hôi rất là tốt, nên hạn chế cái trường hợp mà bí chân, hôi chân nha các bạn. Thì giá thì cũng vô cùng rẻ các bạn, 120 ngàn một lố nha các bạn. Cái đây thì mình bán lố nha, chứ khó mà bán lẻ lắm các bạn, vì mình cũng không có chọn màu gì hết nha các bạn. Đó, mình bán lố, một lố như thế này. Một lố này thì nó gồm có 10 đôi. Đây các bạn coi cho bạn coi này. Một lố này nó có 10 đôi. Trên này thì nó có một cái tem này các bạn. Đó, hàng này thì được sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà hàng là hàng của Nhật nha các bạn. Hàng có tông của Nhật. Đó. Nói chung là chắc vải nó mềm, nó mịn và nó thông thoáng rất là ok. Thì ở đây nó có 1 này, 2 màu này, 3 màu, 4 màu, 5 màu. Cái này mà mang với giày gì cũng đẹp nha các bạn. 6 7 8 9 10. Thì hai lố này nó sẽ có 10 màu luôn các bạn. Đây, 10 màu là 10 đôi là 10 màu khác nhau này. Đó, màu đầu tiên là cái màu gì đây, gọi là cái màu mâm mình không biết gọi là cái màu gì luôn các bạn. Nhưng mà đẹp lắm nha. Đó. Thứ hai là cái màu đen. Đấy, màu đen. Mang giày tay hay giày thể thao gì cũng đẹp nha các bạn. Ba là màu trắng mà hơi không phải trắng luôn mà xám xám này các bạn. Trắng mà pha tới lông chuột á. Tiếp theo là cái màu xanh kiểu như xanh rêu nhưng mà hơi đậm bầm bầm. Tiếp đến là cái màu mâm tôm á. Đó. Tiếp đến là cái màu xanh dương, đẹp lắm các bạn, màu đây rất đẹp luôn, màu xám lông chuột này, màu xám xanh đen này. Đó. Màu đây là màu xám, nó hơi xám hơn cái đôi lúc nãy một xíu. Và cuối cùng là màu vàng. Và những cái màu này không phải là những cái màu lòe lẹt nha các bạn. Đó. Cái những cái màu tối này phù hợp, nói chung là phù hợp với rất là nhiều anh nha các bạn. Đó. Thì ở đây thì mình bán nguyên lố luôn, một lố là 120. Rẻ nó các bạn tính ra 12 ngàn đôi, 12 ngàn đôi thì xài nhiêu đây anh em có thể xoay vòng các bạn, mua xoay vòng cả năm luôn. Hoặc là ít nhất là tối thiểu là mua nửa lố nha các bạn. Ví dụ như mua 6 đôi, 5 đôi, 5 đôi thì mình vẫn bán một 5 đôi là 60 ngàn. Đó, và ở đây thì đây coi. Đây thì nãy có một anh khách tới mua 5 đôi này. Mà mình cũng sẽ không chọn màu cho anh em được nha. Đó, anh mua 5 đôi màu kia thì còn 5 đôi màu này. Thì anh em có thể mua 5 đôi cũng được. Nhưng mà mình ưu tiên là mua một lố nha. Đấy, một lố 120 này. Đó, một lố là 120. Đẹp lắm nha các bạn, để mình mang thử cho các bạn coi một đôi này. Đây, mình mang cái đôi màu mắm tôm đi, mình thích cái màu mắm tôm đó. Đây các bạn, thì chân mình là cũng thuộc dạng chân lớn nha các bạn. Đây mình đang mang này, thì cái đây thì mang giày thể thao hay là giày tay gì nó cũng đẹp đó nha. Tất này là nó cũng không dài nha. Chúng ta mang thì nó đó, như thế này. Cái đây mà trời lạnh thì mang có ấm cũng được nha các bạn, đẹp lắm nha. Thì mang mua kết hợp, nếu anh em có điều kiện mua kết hợp với giày á, cái này thì tắc nam chúng ta mua về mang giày tay giày đồ thì ok rồi. Và đó các bạn, mua thì cuối dịp cuối năm này thì nhu cầu mua sắm tăng cao nha bạn, mà giá thì anh em coi màu sắc này đẹp vô cùng luôn nha. Rồi giá 120 bao anh em mua hàng thêm để được bao ship nha. Rồi đây các bạn, thì đây là hiện tại là một bé tầm cỡ lớp 5, lớp 6 nha các bạn. Đây, thì nó sẽ mang đôi giày xe 35 là vừa cỡ luôn các bạn. Đây, thì
Ở đây size 35 thì nó cỡ tầm khoảng 40 đến 45 kg là mang là đẹp nha các bạn. Con bé này nó đang là 43 kg. Đấy, bây giờ con quay một vòng cho chú coi. Đó, các bạn, đây là size 35 nha các bạn. Đó, size 35. Các bạn, thì cái đôi giày này nếu mà chúng ta mua cho cái máy đứa nhỏ nó mang đi học cũng rất là đẹp nha các bạn. Đây, và nó nâng cái chiều cao lên khoảng 3 đến 4 phân. Con quay sau cho chú coi. Đó các bạn, thấy không? Thì giày này là nó mang cái phong, bây giờ là nó cũng rất là mới chứ không phải là đời cổ, đời lâu nữa nha các bạn. Đó. Thì anh em coi thử cái phù hợp với cái cỡ nào. Tại vì bé này nó đang ở 43 kg nha các bạn. 43 đến 45 kg thì size 35 là phù hợp luôn á. Để chúng ta tự tính lên hoặc là xem cái size giày ở nhà đó nó như thế nào thì có thể mua cho nó phù hợp. Giày thì đây, đây là cái bảng mà thống kê cụ thể nhất đây các bạn. Ở đây mình có các màu là đỏ, vàng, vàng đồng, đen và đen trắng. Thì ở đây nó mình có 5 màu và 5 size nha các bạn. Ví dụ như anh em chọn màu đỏ, chọn size 25, quên, đỏ 35, đỏ 36, đỏ 37, đỏ 38 gì đó. Nên là đen trắng là 35, 36, 37, 38 gì đó các bạn. Cứ chọn nha. Giá thì mình công khai đầu tiên video luôn, 250.000 một đôi bao ship. Thì anh em thì hiện tại cái giày này á, đây là cái giày của mình, nói một tí về cái hàng này. Đây là một hãng giày của hãng Sera này các bạn, Sera này. Đó, thuộc dòng giày thể thao nữ, có nghĩa là giày mà chúng ta thường hay mang với quần jean rồi đó các bạn. Thì cái dòng này dành cho cũng khá là trẻ trung chứ không phải là dòng cho những người hơi lớn tuổi đâu các bạn. Đó. Thì cái hãng này nó không bán chính hãng tại Việt Nam nha các bạn. Mình ví dụ như các khu công nghiệp, như các khu công nghiệp như V-Ship hay là một khu công nghiệp Bình Dương gì đó các bạn, thì người ta sẽ có cái công ty nước ngoài, người ta đem về đây người ta sản xuất để cho cái giá nhân công nó hạ xuống, rồi người ta sẽ xuất lại sang thị trường các nước. Và cái hàng này thì đang ở thị trường Hàn Quốc nha bạn, nên nó mới có những cái size như thế này đó. Chứ còn nếu mà ví dụ như người ta xuất đi các thị trường như châu Âu thì chắc chắn sẽ không có cái size nhỏ nhỏ vậy đâu nha bạn. Bởi vì các bạn biết rồi, cái size người châu Á nó sẽ khác với size người châu Âu. Thì ở đây mình đã lựa rất là kỹ để biết được cái size nó các bạn. 35, 36 và 38 là một cái size chân là phù hợp với hầu hết tất cả các bạn nữ ở Việt Nam mình đó. Nên mình đã chọn về. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn coi các màu này. Ở đây thì mình lựa rất là kỹ đó. Mình lựa để mình thống kê lại cho các bạn các màu này đó. Rồi mình sẽ review từng đôi luôn nha các bạn đó. Ở đây là 1, 2, 3, 4 à, còn một màu đen nữa, màu vàng đồng. Đây các bạn, ở đây là 5 cái màu. Nói chung nhìn có vẻ nhiều rồi nhưng mà thực sự nó chỉ có 5 màu thôi. Đầu tiên mình review cho bạn cái đôi màu đỏ trước. Đây, một đôi giày rất đẹp nha các bạn. Con này có thể giúp chúng ta là nâng cái chiều cao lên khoảng 3 phân, 5 phân chứ cao nhộng luôn các bạn. Như đây này, để mình đo cho các bạn coi chiều cao mà nếu chúng ta đó, nó có thể đưa lên chiều cao chúng ta là lên 4 phân các bạn. Đấy. Thì nó giúp giày, đây gọi là giày nâng chiều cao và giày độn các bạn. Nó hàng này thì không có bất cứ một lỗi lầm gì hết nha các bạn. Không lỗi lầm, anh em nhìn đường kim mũi chỉ này các bạn. Đó. Không có một lỗi gì hết nha. Chẳng qua người ta bị sao mà đóng bi người ta không đưa qua được, người ta mới đẩy về. Còn đây thì mình mới may mắn có được cái lô hàng nha các bạn. Trong ngoài đẹp này. Thì cái đây khi chúng ta xem video thì các bạn có thể mua tặng cho các em, các chị gì đó các bạn. Người ta rất thích. Mình nghĩ độ tuổi tầm 30 đổ lại thì mang rất là phù hợp nha. Trong này thì nó có cái logo thương hiệu này. Hàng này là được sản xuất tại Việt Nam nha các bạn. Có nghĩa là sản xuất công ty, nhà máy đặt tại Việt Nam. Anh em lưu ý vậy, chứ không phải là hàng của thị trường Việt Nam mình nha. Đây là hàng của thị trường Hàn Quốc, nhưng mà bị một cái lý do gì đó không xuất khẩu được nên nó mới còn đồng lại ở đây. Thiết kế nó thì dài là dây sỏ nha bạn. Đó, cái dây sỏ. Phong cách này rất là hiện đại. Ở đây nó có một cái điểm nhấn, đó là một cái lớp màu đỏ ở đây. Đó là đôi giày màu đỏ. Đó. Tiếp đến là mình sẽ giới thiệu các bạn cái đôi giày màu vàng. Tuy là nó là đôi giày gọi là đôi giày vàng, nhưng mà nó chỉ có một cái viền vàng như thế này cho các bạn.
Có nghĩa là mình gọi tên cho nó dễ thôi. Đó, logo thương hiệu nó nằm đây, Sierra này các bạn. Đồ này thì nó sẽ có cái điểm nhấn là một màu vàng ở chỗ đây, và đây là những cái chỉ nó đi các bạn. Đồ này thì cũng đúc chúng ta tăng chiều cao thêm 4 phân nữa các bạn, một chiều cao cũng đáng kể. Đế giày này các bạn nhìn rất là chắc chắn nha, người ta đúc liền nguyên một khối như thế này. Mọi chi tiết chạy anh em nhìn vườn kim mua chỉ này, nhìn cận cảnh đi, rất đẹp nha các bạn. Đây là dải Sierra. Tiếp đến là mình view cho bạn màu đen trắng. Đây là màu đen trắng nha, anh em mua cái đôi này gọi là màu đen trắng, còn cái đôi này là màu đen nha các bạn. Mình sẽ băng ra nhiều cái màu như vậy cho anh em chọn, mình dễ bán nó khỏi lộn màu á. Cái màu đen này thì nó sẽ theo thiết kế y xì những cái màu đỏ vậy đó các bạn. Đấy, nhưng mà nó làm một cái viền đen. Đấy. Một. Và mình có nhận sỉ nha các bạn, anh em nào có nhu cầu sỉ hàng này thì mình vẫn có sỉ nha. Anh em sỉ về số lượng bán ở chợ đồ thì có thể liên hệ mình vẫn bỏ sỉ được nha. Xe ra mình. Đây là màu đen. Tiếp đến là màu vàng đồng. Đây là màu đen trắng nha các bạn, còn đây là màu đen này. Đây là màu đen. Thì nói chung là ai thích màu nào thì có thể lấy màu đó. Màu đen thì nó sẽ điểm nhấn là màu trắng chỗ này, nó ngược lại với cái đôi này nha các bạn. Đôi này thì trắng đen, còn đó là đen trắng, dây cột là màu đen luôn. Đôi này cũng rất đẹp nha các bạn, rất đẹp. Dài nữ. Con này là nó mang size 39 các bạn, size 39 là size to nhất. Thì đây mà những bạn nam chân nhỏ có thể mang được nha các bạn. Size 39 mà bạn nam nhỏ thì có thể mang được. Đây, còn đây là giày vàng đồng. Đôi giày màu vàng đồng. Vàng đồng thì cái này là nó màu vàng đồng. Thì giày này thì phù hợp với chúng ta mặc quần jean nha các bạn, là đẹp nhất. Chút xíu nữa mình sẽ cho các bạn coi thử giày vô một cái chân bằng nữ cho các bạn coi nó đẹp như thế nào. Ở đây là mình có đó, mình vừa giới thiệu cho bạn 5 màu. 5 màu thì đó, và các size. Thì bây giờ mình sẽ thử từng đôi cho các bạn coi luôn nha. Đây các bạn, đây là cái size cái đôi giày màu vàng này các bạn, sau khi lên chân này các bạn. Đây là bằng nữ, chân nữ nha các bạn, không phải là chân nam nha. Bằng nữ nghiêng mấy góc cho coi đó. Đây các bạn. Đây là một bằng nữ đang mang. Thì cái này đang mặc với quần tây, thì nếu chúng ta có thể mặc với quần ring thì nó đẹp hơn một chút nữa nha. Đó, đôi màu vàng lên giày rất đẹp nha các bạn. Hoặc là chúng ta có thể mặc quần lửng, quần thể thao gì đó tùy thích, thì có thể mang với tắc với đồ bạn. Mình sẽ không có tắc để tặng cho các bạn nha, tại vì này thì nó về không có tắc, chúng ta về diện cho đất tắc hoặc là đi không cũng được bạn. Rất đẹp. Đây là đôi giày màu vàng. Cảm ơn các bạn. Tiếp theo mình cho các bạn đem đôi giày tiếp theo. Đây các bạn, tiếp theo là đôi màu đen nha các bạn. Đây là một bằng nữ, mình sẽ không quay mặt bằng nữ nha, tại vì đây là người mẫu mình thuê về chứ người ta ngại lộ diện trên tivi á. Đó, các bạn coi rất đẹp nha các bạn. Đó. Nói chung là giày này là giày thời trang trẻ bây giờ chứ không phải là ba cái giày của lô sĩ hồi xưa nha. Đây đằng sau nè các bạn, khi diện lên chân rất đẹp luôn. Đó. Thì nói chung là khi xem video này thì anh chị muốn mua cho con cái hay là chị em mình thì phải coi họ mở tivi cho họ coi, hay là đưa điện thoại họ xem luôn, họ thích nha các bạn. Chứ mà đặt liệu về nhiều khi họ không chịu. Đây, đó, màu đen rất đẹp luôn. Thì cái màu nó thì màu trắng, nhưng mà trên này thì nó sẽ hơi ngang ngã màu, nó khác màu hai chỗ này nha. Đấy. Rồi ok, đây là cái đôi màu trắng đen. Đó, anh em có thể chọn đôi màu trắng đen, 250 một đôi bao ship luôn các bạn, rẻ như cho luôn các bạn ơi. Đó, như hàng chợ luôn các bạn, hàng xịn mà như hàng chợ luôn. Ok. Rồi tiếp theo các bạn, tiếp theo là đôi giày màu đen. Đấy, cho những bạn cá tính nha. Rất là đẹp. Thấy không các bạn? Nói chung là anh em coi này, đường kim mũi chỉ nha các bạn, người ta may rất là tinh xảo luôn nha các bạn. Đó. Chứ không phải là ba cái hàng mà tầm bậy tầm bạ ngoài chợ người ta bán đâu. Cái đế đồ rất là ngon. Đấy, các bạn coi, logo thương hiệu nằm sau. Xoay một vòng cho mình coi với các bạn. Rồi, đó là đôi màu đen nha các bạn.
Bạn nào thích màu đen thì có thể chọn màu đen. Rồi ok. Tiếp theo mình cho các bạn xem màu vàng đồng. Đây các bạn, đây là màu vàng đồng này các bạn. Đó, màu vàng đồng thì cũng như màu mấy màu kia thôi. Quan trọng anh em thích màu vậy thôi, chứ bây giờ mình cũng không khen nữa nha các bạn. Khen nhiều rồi. Cái này nó hơi dính một xíu cái bụi dơ dơ chúng ta về trong ấy nha. Nó màu vàng đồng. Rất đẹp luôn nha các bạn. Đấy. Rồi bây giờ thì đến cái màu đỏ nha các bạn. Màu đỏ, mình thích nhất cái màu đỏ này. Rồi tiếp theo là dài màu đỏ nha các bạn. Đó, dài này thì mình đang quay phim, nó chỉ có size 39 thôi, nên mơ mang nó hơi rộng, nó không được ôm chân. Đó, bây giờ mình xoay xung quanh nha các bạn. Nó rất đẹp luôn nha các bạn. Thì không biết các bạn thích màu nào, nhưng mà mình lại thích màu đỏ nhất. Đó, bây giờ có thể anh em bắt đầu chốt hàng được rồi đó các bạn. Đó. Rồi ok nha. Thì đây là màu đỏ. Và mình có rất nhiều bạn, 2.000 đôi chứ không ít đâu nha. Anh em có thể đặt thoải mái, sỉ lẻ mình đều có hết nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ đến sản phẩm tiếp theo. Rồi, tiếp theo là cái bộ cường lực cho căn cước công dân cũng như là bằng lái xe các bạn. Đây. Thì ở đây, để coi mình coi thử. Thì bữa nay thì mình đã hết giấy để dán rồi các bạn. Mấy video trước mình review mình dán biết. Bây giờ mình không còn cái gì để mình dán luôn. Thì mình sẽ review cho anh em cái này đó. Thì anh em coi này, một cái căn cước công dân mà sau khi được ép cái này á, thì nó sáng bóng như này các bạn, cực kỳ đẹp luôn nha. Đây là bằng lái xe và còn đây là căn cước công dân. Thì một miếng nó, ví dụ như anh em mua một căn cước công dân là mình sẽ bán cho anh em hai miếng như này. Một, hai. Thì cái căn cước nó sẽ có cái lỗ chip. Đó, cái lỗ chip này mục đích là để áp vô cái này. Đấy, luôn chip này. Còn cái miếng này nó sẽ dán mặt trước của nó. Đây, dán như này. Thì khi chúng ta mua, nói chúng ta cứ gọi tên là căn cước công dân hoặc là bằng lái xe thì mình sẽ biết đường bán vậy. Thì cái sản phẩm này mà bán khá nhiều rồi các bạn, rất là nhiều. Đây là hai cái giấy tờ mà bất cứ một người nào cũng phải có nha bạn. Một cái người công dân bình thường sẽ có hai cái giấy tờ này, bằng lái xe máy và căn cước công dân. Thì có những người sẽ có nhiều hơn hai cái thì có thể mua nhiều hơn. Còn anh em mua theo bằng lái xe thì mình bán hai miếng như thế này. Rồi thì cách dán thì vô cùng đơn giản các bạn. Anh em có một bên bằng một mặt bóng và một bên một mặt nhám này. Anh em chỉ cần lột cái mặt bóng này ra. Đó. Lột cái mặt bóng này ra, dán xong rồi sau đó chúng ta sẽ lột tiếp cái mặt này ra là nó sẽ mới cứng như này. Thì cái này nó rất bảo vệ nha các bạn. Nó giúp bảo vệ cái bằng chúng ta lúc nào cũng đẹp nha. Và khi chúng ta lỡ mà xài sau này nó có bị trầy trụa cái này á, chúng ta lột ra chúng ta dán lại. Đây là cái hồi xưa mà mình chưa có cái công nghệ này, mình đã dán bằng cái công nghệ ép dẻo của thị trường này. Đó. Ghê lắm các bạn. Dán xong là sau này nó ố như nước trà vậy đó. Tuy nó dẻo nó cũng bảo vệ đấy, nhưng mà nó xấu. Nhìn cũ rất à. Đó. Chúng ta dán cái này, sau này lửa hư chúng ta lột dễ dàng lắm bạn. Lột chứ lột, cần lột nhẹ ra rồi dán thêm thôi. Ok, thì giá sẽ mình báo giá là 20.000 cho một combo nha các bạn. 20.000 là một bộ này. Đó. Căn cứ công dân và bằng lái xe là mình bán một như thế này, hai miếng như này là 20.000. Cảm ơn các bạn. Rồi, đây là ví da bò nha các bạn. Thì ví này thì giá cực kỳ rẻ luôn, tại vì hàng này không xuất khẩu được. Đó. Bị tắc biên không đi xuất khẩu được nên nó còn lại nên nó giá nó rẻ, chứ không phải là hàng tầm bậy nha các bạn. Đó. Thì nói chung là hàng này thì anh em yên tâm, thì chất liệu da rất đẹp luôn nha các bạn. Đó. Và anh em lưu ý là nó mình sẽ không chọn được mẫu cho anh em nha. Đó. Mùi da rất là nồng nặc luôn. Đây này các bạn. Thì mình đây, ở đây nó có một cái miếng da thừa, mình sẽ đốt cái miếng da này lên nha các bạn. Đốt lên để mình, nói chung là cái gì đốt nó cũng cháy, nhưng mà mình đốt lâu á, nó sẽ không cháy theo cái kiểu mà nó sẽ không cháy theo cái kiểu của nhựa nha các bạn. Nhựa cháy nó sẽ quéo nó chảy xuống, còn đây là nó cháy theo kiểu da này các bạn. Nó cháy là nó mục luôn nha các bạn, nó ra than luôn này các bạn. Đó là cái theo kiểu da. Đó, nếu mà nhựa là nó sẽ chảy cái chất ni lông xuống nha các bạn. Đây này, chúng ta bóp là nó nát như là da này. Còn thử lửa, nếu mà mình thử lửa đối với những dòng da này các bạn, ví dụ như cái ví mà bằng cái da tổng hợp, da công nghiệp bây giờ thì đụng chắc chắn gặp lửa là nó sẽ bị quéo nha các bạn. Còn cái những cái ví này thì chúng ta thử lửa thì không phải là để vô một chỗ nha các bạn, chúng ta thử qua thử về này.
Nó có nhiều anh em về thử lửa mà đốt luôn một chỗ thì chắc chắn nó sẽ cháy như cái chỗ này nha. Da thì nó phải cháy nha các bạn, nhưng mà khó cháy chứ không phải là không cháy nha. Đó, thì những cái chỗ ấy nó vẫn cháy như này, nhưng mà anh em nghe cái mùi thì nó sẽ nghe mùi da chứ nó không phải là nghe mùi khác của nhựa tông hộp nha. Đây, còn đây mình thử vậy thì vô tư nha các bạn, thoải mái luôn, ngọn lửa cháy bình thường luôn, nó không có bị quéo nha các bạn. Rồi, thì ở đây thì chúng ta sẽ không có chọn được mẫu các bạn. Ví dụ như đây mình view cho bạn cái là Burberry này, đó, đóng logo Burberry. Nhưng mà khi mà anh em nhận hàng thì có thể rất là nhiều loại các bạn, tại vì mình về tới hơn 1.000 cái. 1.000 cái thì anh em biết rồi, nó đa dạng. Đây là các bạn, Boss này, Burberry này, màu nâu hết nha các bạn. Đây là Levi's này, đấy, Burberry này. Hôm trước là có Tommy nữa các bạn, có nhiều anh em thích Tommy. Đây, đó, đủ loại các bạn, có ông địa luôn, mấy anh ông Phật gì mà đánh đường á. Đây, đây là của Tommy này các bạn, đủ kiểu nha. Thì mình sẽ không có nhận là lựa hay là chọn cái gì cả. Đó, Boss thì mình vẫn bán với giá là một cái là 70.000, và ba, nếu anh em mua 3 cái là 200.000 nha các bạn. Anh em mua 6 cái là 400.000 bao ship. Ở đây 3 cái là 200 và 1 cái là 70, nên anh em mua nhiều thì mình sẽ bớt được chút đỉnh thôi. Tiếp đến là cái vòi vệ sinh các bạn. Này, lần này mình về cái vòi này mình ưng ý cực kỳ luôn. Nó là một cái vòi. Đó, cái vòi này là cái vòi mà dùng để trong nhà vệ sinh đó các bạn. Trong để xịt cái vòi và xịt, nó nhìn nói các bạn cũng tự hiểu chứ không cần phải nói rõ ra nha. Đó, xịt nha. Thì ở đây thì nó sẽ bán rời như thế này. Cái cọng dây này nó dài 1m2 nha các bạn. Nó cọng dây inox này. Đó, inox dài 1m2 luôn. Ở đây, đây là cọng dây của nó này. Khi anh em mua là nó sẽ có một cái cọng này và một cái hộp như này các bạn. Cái hộp này là nó đựng cái vòi á, để sẵn này. Hàng này là hàng của Đức nha các bạn. Đã, trước giờ mình bán những cái tay vòi này là đều hàng của Đức hết trơn á. Đẹp lắm nha. Đây, hàng của Uravit này. Đó, Made in Japan, quên Made in Germany này các bạn. Đó, inox sang trưng luôn nha các bạn. Cái giò này thì xài biết đời nào mà nó hư. Trên thân thì nó sẽ có những đường sọc 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 nha, giúp chúng ta cầm là nó không bị trơ. Xịt rửa rất ngon luôn. Rồi, ok, cái này, cái bộ vòi này bán 220 nha các bạn, 220. Tiếp đến là dũa kim cương. Đây, dũa kim cương này các bạn. Dũa này thì 140 một cây nha các bạn. Đợt này về nhiều lắm. Dũa kim cương. Cái này liếc dao nha các bạn, chúng ta dùng chúng ta liếc dao. Hàng này là hàng xịn nha các bạn, hàng bãi về rất là xịn. 140.000 một cây nha các bạn. Đây, rồi, ok. Rồi tiếp theo là máy hút bụi nha các bạn. Hút bụi này thì nếu mà anh em theo dõi những cái kênh lớn thì họ cũng đã có bán rồi đấy. Hôm nay mình mới có hàng hút bụi của Nhật nha các bạn. Hàng này là hàng của thị trường Nhật này các bạn. Tem là tiếng Nhật hết nha các bạn. Đó, trong này là mở ra là tem Nhật hết luôn nha. Con máy này xịn lắm, con này 450 thôi bao ship rồi. Đây, tem là tiếng Nhật hết nha các bạn, có dịch ra tiếng Anh, tiếng Trung Quốc nữa. Đây, toàn bộ là tiếng Nhật, có hướng dẫn sử dụng này luôn. Đây các bạn, thì con máy hút bụi này nó gồm những cái thứ như sau. Đầu tiên là một cái con máy. Con máy này thì tiếng nói chung là thiết kế là rất là đẹp luôn nha các bạn. Hình như là có màu đen không à. Ở đây mình lấy được 3 con này màu đen hết trơn luôn. Thì con này nó thiết kế là cực kỳ nhỏ gọn nha. Con này nếu mà mình thấy xài trong ô tô hay là trong phòng ngủ đồ, hút ba cái đồ linh tinh trong nhà này các bạn. Cái ghế sofa đó, hút mấy cái đồ nó nằm trong góc trong kẹt là ngon nhất. Thì trong này nó sẽ có cái motor canh quạt trong này. Rồi pin nằm trong này các bạn. Và một cái nút nguồn. Lực hút thì cũng tương đối nha các bạn. Rất là mạnh. Mạnh lắm. Tay cầm của nó là thì nó thế, thứ nhất là nó ở theo cái dạng cò súng này, thứ hai là nó sẽ bẻ thẳng như thế này. Đó, chúng ta lúc chúng ta đưa lên trần, cái này hút bằng nhẹ nổ cũng được nha, nhưng mà mình thấy sử dụng trong ô tô là hợp lý nhất. Ở đây thì nó sẽ có cho chúng ta là ba cái đầu lọc này. Ở đây là ba cái túi lọc các bạn. Đó, túi lọc này giúp là không khí đi qua được nhưng mà nó không có bị vào rác ở trong máy nha.
khi chúng ta dùng thì chúng ta gắn này vô đây, gắn vô đây, nó nằm ở vị trí này các bạn, đó nó có gờ là nó khớp như này nha, rồi nó đó ngược rồi đó các bạn. Rồi muốn ở đây nó có các cái đầu hút, như là một là đầu này, đầu này thì gắn như thế này, hút như thế này các bạn. Đây hút thảm mức độ nha các bạn, hút thì các bề mặt thảm rồi đó. Đó, và những cái đầu này ở đây có cái đầu nối dài này, cái đầu này là hút trong những cái góc kẹt các bạn, ví dụ như trong những cái khe này này. Đây. Rồi có cái đầu này thì chúng ta kết hợp với cái này các bạn. Thì cái này muốn hút cái này thì chúng ta vừa hút và chà các bạn. Ví dụ như có những cái chỗ mà nó hơi ẩm ẩm á, nó không có hút dễ thì chúng ta dùng cái này chúng ta chà này. Nói chung là máy thì thiết kế cũng khá đẹp nha các bạn. Nó cho chúng ta ba cái đầu luôn. Và cái cổng dây sạc nó các bạn. Dây sạc nó thì nó dùng một cái đầu cáp 5V nha. Cái đầu này chúng ta 5V hoặc 9V cũng được nha các bạn. Gắn vô cái tẩu, cái cục sạc thỏi rồi gắn vô lỗ này là sạc luôn. Đó các bạn. Đó, gắn cái này là sạc này. Đó các bạn. Máy thì được nằm gọn trong như thế này. Rồi, giá của sản phẩm này là 450.000 nha các bạn. Đó, mã của nó là K9213. Bao 450.000 là đã bao luôn phí ship rồi đó các bạn. Rồi. Thì tiếp đến là những cái lỗ băng keo này. Lỗ băng keo thì hôm nay thì mình còn được 3 bọc này các bạn. Mình phân ra 3 bị luôn. Đó, anh em nào mua hết 3 bị cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Còn mua lẻ thì 250.000 một bọc nha. Nếu anh em mua 3 bọc này mình tính giá là 700 nha. Nếu mà em mua luôn 3 bọc thì ở đây thì giá này rất là tốt nha các bạn. Đầu tiên là nó sẽ có là băng keo này, anh em lưu ý băng keo này là băng keo một phân nha các bạn, không phải là cái loại lớn kia nha. Để mình đây là băng keo này nè, nó băng keo điện nhưng mà loại bản nhỏ các bạn. Đó. Băng keo này là hàng của Nitto Denko này, hàng Nhật, Made in Japan luôn nha. Đây, đây miền cái chữ Made in Japan này. Hàng Nhật. Thì ở đây thì băng keo nó rất là dai. Anh em thi công điện rồi đó. Đó. Rất là dài. Một bọc này thì cũng có 5 cục lớn nha các bạn. Ở đây thì nó có màu đỏ này, màu xanh dương, màu trắng. Đó, bên kia cũng vậy các bạn, mình phân ra cố gắng đều đều cho anh em luôn. Một bị nha, là 5 cây và rất nhiều cái cuộn rời nha. Mấy cuộn rời này cũng hơn chục cuộn các bạn. Đó, nhiều lắm, hơn chục cuộn ạ. Đây nữa. Đây. Một túi như thế này là 250 nha các bạn. Anh em mua về dán gì đó dán. Ok. Rồi tiếp theo hôm nay là mình giới thiệu lại cho anh em một số dây rút nha các bạn. Dây rút nói chung là cái đồ này thì bắt ai cũng dùng nha. Trong nhà thì mình thấy tất cả những cái đồ gì cũng dùng đến cái này hết trơn các bạn. Đó, thì đầu tiên thì mình sẽ nói về dây rút này. Hôm nay mình phân là 4 loại nha các bạn. 4 loại thì mình có 10, 15, 20 và 25. 10, 15, 20 và 25. Còn cái loại 30 phân thì mình thấy anh em ít xài quá mình bỏ mẫu luôn. Đó, đây các bạn, đầu tiên này, qua đây. Có cái loại D1 này các bạn. Thì một bị như là 1.000 cộng nha các bạn. Trọng lượng nó tới 250g luôn các bạn. Đây, tới 250g, 0.4kg á. Bị như này. Đó, mình thấy nếu mà anh em sử dụng gia đình nhiều đây là cũng khá nhiều rồi đó các bạn, xài đuối luôn á. Đây một cộng nó như thế này, 10 phân này các bạn. Dây rút. Nói chung là dây rút thì ai cũng dùng, nhà nhà đều dùng hết. Tất cả những đồ trong gia đình đó các bạn, riết lại cho nó như thế này, nó vừa thẩm mỹ mà nó vừa chắc nữa. Thì ở đây thì một túi như thế này, đây là 100mm là 10 phân. D1 bán 40.000 một túi nha các bạn. Rồi tiếp đến là D2 này các bạn. D2 là 15 phân. 15 phân đây. Đây. D2 là 15 phân. À, 3 nhân 15 phân này các bạn, nó có đây là kích thước nó nha. 15 150mm là 15 phân. Bởi túi này thì nó cũng rơi vào khoảng gần 1.000, khoảng 1.000 cuộn các bạn, 1.000 cộng. Hình như là mình không có biết, nó sẽ ít cộng hơn cái này nha. Ít cộng hơn cái 10 do nó to nó nặng hơn. Đó. Giá thì nó sẽ là 50.000 nha các bạn. Cái bị này giá 50.000 này, D2 là 50.000 này. Rồi D3 là kích thước 20cm nha các bạn. Đó.
D3 là kích thước 20cm. Thì nó cũng như vậy thôi. Đây, D3 này, 20cm này các bạn. 20cm này. Đó, bị này thì nó sẽ ít cộng hơn nha. Cái bị này mình nghĩ là khoảng 500 cộng thôi. Đó, giá là 40.000. Đây các bạn, 40.000 một bịch. Và cuối cùng là D4. D4 là 25cm này. Đấy, 25cm. Bị này là 50.000 nha. Đó, cũng hai lần rưỡi luôn các bạn. Đó, bị này thì chắc khoảng 200 cộng thôi. 25cm. D4 này các bạn, giá là 50.000 một bịch. Đó, anh em coi rõ kích thước nha. Nếu anh em cần cái nào á thì có thể mua cho nó đúng kích thước nha, để về xài cho nó chuẩn. Rồi, cái đây là cái kìm tuốt nha các bạn. Cái kìm tuốt này thì bên mình đang bán với giá là 100.000 một cây. Đây, kìm tuốt nó có cái chỗ cắt dài cực kỳ bén luôn nè các bạn. Đấy. Cái chỗ cắt dài cắt chi rút coi như là cắt. Để mình mở ra cho em coi. Thì kìm này của hãng Hojan nè. Hojan này. Ở đây mình không có vệ sinh nha các bạn. Kìm này thì không vệ sinh, nhưng mà nếu anh em về vệ sinh thì nó sạch, nó đẹp lắm. Rồi, ok, giá cái kìm tuốt này thì nó sẽ có các cái cửa tuốt này, anh em coi này, 22 này. Hay nữa là 2.0 này, 3 này, 4, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tuốt tới cái cọc to và cố luôn nè các bạn, to ầm luôn. Đó, tuốt dây đôi nè. Rồi, thì mình bán cái kìm này với giá 100.000 nha, 100.000 một cây thôi. Món quả này các bạn, món quả thì đợt này thì mình bán đồng giá 100.000 một cây luôn. Đó, thì đa số là nó còn hơi cũ nha bạn, ví dụ như những cây nó rách cây như này nè bạn. Đó, đợt này xả hàng luôn, 100.000 một cây. Kìm này là kìm lobster nha các bạn, không phải kìm tầm 7 nha. Đây, 250mm kìm lobster, thương hiệu con tôm này. Thương hiệu con tôm thì anh em biết rồi, hàng siêu xịn, siêu đẳng cấp luôn. Thì giá này giá hàng bãi nhưng mà hàng có chưa có xài nha các bạn. Rất đẹp luôn. Rồi, rồi OB này các bạn, đợt này mình thanh lý với giá là 80.000 một ký nha. OB ở đây mình không ghi, nhưng mà mình nói luôn 80.000 một ký. Thì ở đây rất là nhiều loại các bạn, có những cái cây cây như này nữa. OB đa số là mới 100% chưa có xài nha. Có những OB loại này này. Thì ở đây nhiều loại lắm, mình không có thể nào mà phân loại ra cho anh em được nha. 80.000 một ký nha các bạn. Ok. Tiếp đến là mấy cái kìm mỏ quả loại lớn nha các bạn. Kìm này là size nó tới 31cm nha. Cái kìm này thì nó to lắm. Nó to để anh em làm việc lớn. Đây, cái ngàm nó tới 7 phân, rộng lắm. Hàng này là hàng của Nhật nha các bạn. Để mình tìm mấy cây mà bữa trước. Đằng này là cũng hàng bãi về. Rất là đẹp luôn. Nó không ghi chữ gì hết á. 180.000 một cây này các bạn. Đây, hàng Nhật này các bạn, Japan này. Có cây ghi, cây không ghi nha. Đó, cây này ghi chữ lằng ngoằng này. Nhưng mà kìm là đa số là kìm xịn hết nha các bạn. Mở con này nó mới lắm nha các bạn. Hàng này là không có hàng xấu luôn nha. Mới cứng luôn. Mở ống nước cũng được. Trong nhà chúng ta, nhà nào cũng phải có một cái như thế này nha các bạn. Nếu anh nào chưa có thì mua về để dành trong nhà, sửa đủ thứ ấy. 180.000. Rồi, van nước. Van đây, cái van này hay lắm nha các bạn. Cái van này là cái van inox hàng của Conco này, hàng của Made in Japan, anh em thấy chữ không? Thấy không? Đó. Hàng Conco Made in Japan này các bạn. Thì dùng để kho nước các bạn. Ở đây nó có con ốc này, chúng ta muốn chỉnh cái tay này nó sao cũng được nha các bạn. Con ốc này. Rồi. Giá của cái này là 170.000 một cái nha bạn. Anh em mua cái này gọi là cái van nước nha. Conco hàng inox 304 sáng trưng này. Đó, 170.000 một cái. Tiếp đến là ổ khóa của đất này. Đây, hàng này là hàng khóa đất. Ổ này thì ổ chống cắt nha các bạn. Đó, nói chung là về khóa cổng, khóa đồ nó an tâm lắm nha các bạn. Đó, ở nhà chúng ta kho nhà. Cái ổ này là nó được cái là nó khi nào có chìa mới mở được các bạn. Đây, nó không có bung. Cái loại mà có bung nó hơi nguy hiểm tí là chúng ta, ví dụ như chúng ta ra nhà mà nó quên chìa khóa một phát, bóp lỡ bóp cho một quên chìa khóa trong nhà là cũng hay mệt chuyện các bạn. Mất công phải kêu thợ rồi nó ngoáy. Cái loại chìa này á thì hiện tại nó đang là một cái chìa kiểu này. Thì cái chìa kiểu này thì hiện
thì có thể là người ta sẽ khó bẻ hơn cái chì lõa thường nha các bạn. Cái chì lõa thường nó sẽ có cái tư thế người ta bẻ đoản nó dễ hơn, còn cái này khó bẻ hơn. Đó, nên tạm thời nó cũng khá an toàn, nó cũng an toàn cái loại ổ kia. Đó, ở đây có những cái lỗ để chúng ta trai dầu này. Ở đây người ta cho cái này bốn cái chìa luôn nha, bốn chìa. Ở này là ổ khoa gút này, của hàng của Đức này các bạn. Cái cọng to lắm các bạn, cái cọng này nó phải 14 ly nha các bạn. To, và nó có cái cơ chế là nó như thế này chúng ta không có bị cắt nha các bạn. Cắt được nhưng mà ví dụ như nó cắt cái này thì nó phải cắt qua cái lớp này, nó mới cắt tới cái cọng này. Cái cọng này rất là cứng. Rồi. Rồi ok. Kho đất là 250.000 các bạn. Giá này là anh em mua thêm cho đủ 300 bao ship nha. Tiếp theo là sản phẩm gậy bóng chày nha các bạn. Đợt này mình lục kho ra nó còn được 5 cây á. Gậy bóng chày này nó bằng gỗ, nó cũng không nặng lắm nha các bạn. Thì cái gậy bóng chày này để mình đo kích thước cho anh coi, 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 80 phân. Thì cái này là một cái dụng cụ gọi là tự vệ hợp pháp nha các bạn. Anh em mà đi xe lớn, xe hơi, xe đồ các bạn nên cầm thêm một cái này bỏ trong cốp xe, phòng trường hợp mà gặp cướp đồ. Nói chung là trường hợp đó không ai mong muốn, nhưng mà dù sao có một cái sản phẩm này ở trên cốp xe nó vẫn an toàn hơn nha các bạn. Mình an tâm hơn. Và nếu mà cái này là một dụng cụ tự vệ hợp pháp, nó là một cái dụng cụ chơi thể thao thôi chứ không phải là một cái hung khí nên chúng ta có thể bỏ trong cốp xe được. Những cái này này, gậy gôn hay là những cái đồ chơi thể thao á, chúng ta bỏ trong cốp xe là hoàn toàn hợp pháp nha các bạn, không có bị công an người ta hỏi đâu. Giá của cái gậy bóng chày này là em coi này, 200.000 nha. Gỗ này các bạn, gỗ thì người ta, cái gỗ này gỗ gì mình không biết nhưng mà nó nhẹ lắm, nhẹ tưng à. Không biết là đánh bóng chày được không hay là người ta sản xuất ra để cho chúng ta tự vệ thôi. Rất đẹp nha các bạn, 200.000 gậy bóng chày. Đầu tiên là các bạn, mình giới thiệu cho các bạn đó là cái nón bố nha các bạn. Đây là cái nón bố của quân đội Mỹ này. Thì cái mũ này nó có cái năm 1973 đó các bạn. Thì ở đây thì hiện tại thì mình về được 3 cái đó. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm á thì mua ngay nha các bạn, chứ để không là không có hàng nữa đâu. Lâu lâu mình mới về được. Đợt này thì dự xếp nó không có, nó chỉ có về được cái mũ này thôi. Và hàng này thì anh em lưu ý nó là hàng cao cấp nha các bạn, hàng xịn. Nên giá nó tới 3 triệu một cái này. Anh em bây giờ tới đây anh em nhìn kỹ cho kỹ hơn này. Đây là cái nón bố của mình. Đó. Con này là nó có cái năm là 1973 nha các bạn. Trên này thì nó hơi mờ. Bây giờ chúng mình với phim chắc các bạn nhìn không ra đâu. Đó. Năm 1973. Bộ dây này là bộ dây zin nha các bạn. Riêng bộ dây này á, ví dụ như nếu chúng ta có cần chúng ta đi mua cũng không có nha các bạn. Bây giờ cái bộ dây này nếu mà có thì người ta cũng sẽ bán cho bạn là cái riêng cái lòng bố này không là đã giá 700.000 một bộ nha bạn, mà không có hàng để mua đâu. Còn hàng này là hàng chưa, hàng lưu kho chưa xài nha. Chưa có thì nó sẽ có những cái dấu trầy trầy hơi nhẹ nhẹ nha các bạn, nó không có đẹp 100% được. Trên cái thân mũ này nó sẽ có những cái kiểu như nhám nhám tay các bạn. Ở đỉnh mũ nó có một cái dấu cộng này. Đó, và cái này á là có một cái dấu này. Mình nghe nói cái dấu này là khi đứng diễu binh các bạn, thì khi để cái súng AK thì nó sẽ, hay là súng M, cái súng gì của Mỹ các bạn, nó sẽ nằm như vậy này. Đó là mình nghe một số anh nói chứ còn mình cũng không biết gì về nó là đâu. Nước sơn thì nước sơn zin còn cũng rất là đẹp. Tuy có một vài chỗ nó hơi xước sắc nhẹ các bạn, mình về được 3 con thôi. Anh em coi này, dây này, nhìn bộ dây zin rất là đẹp nha các bạn. Trong này là nó có cả tất cả các thông số luôn các bạn. Này, đó, thì mẫu này là năm 1972 nha, 1973 nha các bạn. Lưu kho tới bây giờ thì nó cũng khoảng mấy chục năm rồi. Chắc khoảng bốn mấy năm chục năm rồi nha các bạn. Nhưng mà nó còn sáng đẹp như vậy. Thì này dành cho những người mà thích sưu tầm đồ cũ, đồ Mỹ rồi đó các bạn. Thì cái mẫu này thì bây giờ chúng ta sưu tầm hoặc là chúng ta đội đi xe máy rồi các bạn. Các bạn coi này, thì trong này nó sẽ có cái dây để chúng ta tăng cho nó phù hợp với cái đầu nữa nha. Thì ở đằng sau nó có cái bạ này, chúng ta đội vô thì nó như thế này.
cái đầu mình là thuộc dạng đầu bự các bạn, là đeo đồ vô là nó cũng khá là vừa đấy. Đó. Còn cái quai nó thì chúng ta đeo như thế này, trên này nó có dây tăng dây lên xuống nha các bạn, nó ôm. Đó. Thì ví dụ như cái mũ này thì chúng ta dùng để đi xe máy, ví dụ như chúng ta đi xe máy gần gần á, hoặc là có những chiếc xe như là xe 67, xe 81 rồi đó các bạn, để đội mũ này đi nó rất là hợp nha. Đó. Thì anh em nếu mà có thể là đem về để tủ kính nó vẫn đẹp nha các bạn. Đấy. Và giá của nó các bạn, giá 3 triệu nha. Giá này là chưa bao, là đã bao luôn phí vận chuyển rồi đó. Giá của cái mũ bố này là 3 triệu. Ok. Tiếp theo đó là sản phẩm than hoạt tính nha các bạn. Đó. Thì ở đây thì đợt này thì mình tiếp tục mình về cái đây nữa nha các bạn. Mình về được thêm 100 hũ nữa. Đó. Đợt trước lên thì anh em ủng hộ mình rất là nhiều. Đó. Cũng xin cảm ơn anh em. Đây là sản phẩm than hoạt tính, hãng hàng của Gen Bali. Thì anh em lưu ý là trên thị trường có rất nhiều sản phẩm hàng nhái hàng giả nha. Khi anh em mua thì anh em lưu ý là nó sản phẩm của mình đó, bao giờ nó sẽ có cái tem chống hàng giả đó, như thế này. Và được kit nhựa này. Thì sản phẩm này là được sản xuất 100% là từ thiên nhiên đó, người ta dùng cái than tre đó, có vị bạc hà nha các bạn. Đây, đây là bột than tre hoạt tính làm tráng răng Gen Bali. Vị bạc hà này các bạn, 100% thiên nhiên. Sản phẩm này thì rất là an toàn nha các bạn. Ví dụ như chúng ta dùng cái này á, vô tình mà chúng ta nuốt lên nó cũng không có bị sao hết trơn nha các bạn. Thì khi mà chúng ta mua về chúng ta mở ra, cái ở đây thì mình mở sắc trước một hộp cho bạn coi rồi. Đầu tiên mở ra thì nó sẽ có một cái phiếu bảo hành, tem bảo hành. Đó, tem bảo hành và một cái này là thư cảm ơn nha các bạn. Đây là cái thư cảm ơn của công ty này nó gửi ạ. Thì sản phẩm này là sản phẩm của chị Linh nha các bạn, chị Mỹ Linh ở trên thì Thủy Tiên chứ, ở trên TikTok nha. Để mình cho anh em coi cái trang TikTok của chị. Đây các bạn, đây là chị Phan Thủy Tiên. Hiện tại chị là admin của cái kênh TikTok này các bạn. Thì kênh TikTok của chị là được 4,5 triệu người lượt đăng ký đó nè, được follow đó. Thì nói chung là một cái kênh TikTok mà đạt đến cái độ follow như thế này là rất là uy tín nha các bạn đó. Thì sản phẩm của nhà chị đây. Đó. Sản phẩm này thì đây là ông chồng của chị này. Đấy, ông chồng chị là cha đẻ của cái sản phẩm này. Đó, sản phẩm kem than bột than hoạt tính trắng răng này. Đó. Hoàn toàn sản xuất là tại Việt Nam nha các bạn. Là anh này là anh đang công giám đốc công ty đó, đang sản xuất cái sản phẩm này. Đấy. Đây, còn cái đây là cái cách sử dụng nè các bạn. Khi chúng ta sử dụng thì các bạn dùng một kem á thoa lên cái đầu bó đánh răng, đó, rồi chấm vô kem sử dụng nha, chứ không phải là dùng trực tiếp vô nha các bạn. Đó. Thì sản phẩm này thì hiện tại rất nhiều người nổi tiếng đang bán nha. Đó, đây là ở đây là chị Thủy Tiên là mình không nói đâu nha các bạn. Đó, để mình tìm cho các bạn video có một số người nổi tiếng bán sản phẩm này như các bạn coi. Đây các bạn, đây thì một cái idol TikTok hay là face YouTube. Đây các bạn, đây là nhân vật mà ai cũng biết đó nha các bạn. Đây chính là Thầy Lộc Phù Hồ. Thì Thầy Lộc này cũng đang bán cái sản phẩm này nha các bạn. Đó. Đó. Các bạn coi này, sản phẩm này là hiện tại là trên TikTok shop người ta bán là 249.000, là đúng cái bằng giá niêm yết của sản phẩm này luôn nha các bạn. Đấy, đó là 249.000 giá niêm yết này. Thì sản phẩm này thì nói chung là Thầy Lộc bán nhưng mà vẫn liên kết với cái tài khoản của chị, của chị, của chị đó nha các bạn. Đánh giá này sử dụng tốt sẽ mua tiếp này các bạn, rất là nhiều cái bình luận tích cực này. Kiểm tra đúng hàng, chưa sử dụng, chưa biết hiệu quả nhưng mà giao hàng nhanh gì đó các bạn. Nói chung là chúng ta muốn biết sử dụng thì cái này thì ít nhất là sau một tháng nha các bạn. Sau một tháng sử dụng nó mới có hiệu quả trắng răng. Còn vấn đề hôi miệng thì nó sẽ giải quyết trong vòng năm ngày đó các bạn. Đây, Thủy Phan Thủy Tiên shop này các bạn. Đấy, thì ở đây thì tất cả là đánh giá 5 sao. Anh em thấy lượt bán của họ này 70.000 lượt bán, em dễ sợ. Và đánh giá thì trên 4 sao hết nhà bạn, 4.7 sao, 5 sao. Đây. Đây là Thầy Lộc Phù Hồ này các bạn. Đó, anh em nhìn là biết Lộc Phù Hồ nha. Đánh với kem đánh răng thầy ơi. Cỡ thầy thử đánh thầy đánh chiến thành cái răng của thầy thầy cho. Em muốn gì em, cỡ thầy đi. Dạ. Đúng cái gì phải đúng. Miễn sao răng thầy trắng ra thôi chứ đúng gì, thầy muốn đánh sao thầy đánh. Đó các bạn thì... Rồi ok. Thì sản phẩm này các bạn, ngoài chức năng mà đánh răng ra thì nó có chức năng đó là
mình có thể dùng cái bột này mình đánh, mình pha với lại sữa chua không đường, mình đắp lên mặt nó vẫn tốt nha các bạn. Thì một hũ như thế này á, thì chúng ta mua sản phẩm này thì anh em lưu ý là bên trong là một hũ đầy như thế này và cái thang nó màu đen như thế này các bạn. Và mở ra là nghe mùi bạc hà nó xông lên mũi, nó rất là thơm. Chứ còn những sản phẩm hàng giả người ta là đóng trong cái hũ nhựa nha, hũ nhựa mà nhìn nó rẻ tiền lắm các bạn. Thì anh em lưu ý là khi mua hàng thì phải kiểm tra hàng cho đúng hàng rồi mới nhận nha, chứ không rất là nhiều người đã giả danh cái sản phẩm này đó bạn, nhưng mà không tốt được như vậy đâu. Đó, hũ kính này. Rồi thì sản phẩm này thì nếu mà một người đánh trong vòng một ngày đánh 2 lần á, thì có thể sử dụng trong vòng 5 đến 6 tháng nha các bạn. Đó là một người. Còn ví dụ như trong nhà chúng ta 3-4 người, chúng ta có thể mua 3-4 hũ gì đó cho một người xài. Thì sau khi dùng hết hũ này là răng chúng ta đã trắng rồi đó các bạn. Đó. Và đặc biệt những anh chị mà hút thuốc á, đó, răng là nó hơi ố vàng á, thì cái sản phẩm này nó trị luôn nha các bạn. Nó có nghĩa là chúng ta đánh thời gian thì nó sẽ làm cho cái hơi thở chúng ta nó thơm mát hơn, nó không có bị hôi hay bị cái mùi thuốc lá nó rất là ghê các bạn. Đó. Và nó giúp cho răng trắng theo thời gian các bạn. Thì cứ anh em cứ mua về sử dụng sau khoảng 2 đến 3 tháng là bắt đầu là sử dụng đều đặn là răng chúng ta nó sẽ trắng tinh luôn và nó sẽ không có cái tình trạng là ố vàng nữa. Và sản phẩm này các bạn, vì sao mà sau khi sử dụng 1 tháng nó mới có hiệu quả là bởi vì nó là một sản phẩm hoàn toàn bằng tự nhiên các bạn. Đó, người ta dùng cái than tre hoặc tính tự nhiên nên nó không có chất tẩy trong này, người ta không sử dụng chất tẩy. Chứ nếu mà anh em có mua những sản phẩm mà người ta nói trắng răng trong vòng 3 ngày 5 ngày gì đó là anh em mua về nó có chất tẩy, mặc dù đánh răng rất là nhanh trắng nhưng mà nó sẽ bị cái trường hợp đó là ê răng đau buốt các bạn. Nhưng chất tẩy thì anh em biết rồi, nó sử dụng không có tốt cho sức khỏe chúng ta đó. Nên anh em nếu mà biết hiểu vấn đề đó thì có thể mua sản phẩm này, nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn chúng ta hơn nha các bạn. Và giá của sản phẩm này thì hiện tại bên shop mình đang bán với giá là 230.000 230.000 đây các bạn. Thì giá bên mình hiện thì mình sẽ lùi lại so với giá niêm yết một tí nha, cho anh em mua, để tại vì bên shop thì nó sẽ không có được cái ưu đãi như TikTok shop. Ví dụ như bên TikTok shop anh em mua thì được free ship á, bên mình sẽ hạ xuống 230. Và nếu anh em mua chung với một sản phẩm nào đó bên mình đủ 300.000 các bạn, 300 là mình bao ship rồi nha các bạn. Rồi đó các bạn, đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em lại cái bóng đèn này các bạn. Thì ở đây thì đợt này thì họ thanh lý kho á, nên mình có đem về được một ít cái bông đèn. Nói chung là mình đem cũng khá nhiều đó các bạn. Ở đây mình sẽ có bông đèn 9W và 12W nha các bạn. Đây là bông đèn 9W bên mình này, còn đây là bông đèn 12W. Thì mình về chỉ có hai loại giá đây các bạn. Giá là 9W là 15.000 và 12W là 220.000 một bóng nha các bạn. Đó, video này mình áp dụng chương trình là 400.000 mình bao ship. Nên 300.000 mình bao ship. Nên anh em ví dụ như mua 20 bóng 9W là đã được bao ship rồi nha các bạn. Đấy mình quên nói. Đây các bạn, 300k là mình bao ship nha các bạn. Đó. 300.000 là bao ship. Thì anh em cứ cân đối. Sau đó đủ 300 là mình bao luôn. Và ở đây thì một thùng như thế này các bạn. Đây này. Một thùng như thế này á là gồm có 100 bóng nha. Thì mình coi 1 2 3 4 5 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là một lớp là 50. Và ở đây thùng này nó có hai lớp. Đó là 100 bóng. Như đèn 9W này. Ánh sáng là ánh sáng trắng nha các bạn. Đây là ánh sáng trắng nha. 9W này. Cái con này là có độ sáng là 6500K. Cái độ sáng này độ sáng cao nhất trong cái dòng bóng đèn 9W rồi đó các bạn. Điện là 160 đến 260, 50Hz, 60Hz là sử dụng ok nha các bạn. Bóng LED. Cái này thì giá thì cực kỳ rẻ rồi. Giá này quá rẻ. Anh em mua để dành nha các bạn. Sau này hết lô này sợ không có nữa đâu. Thì bình thường chúng ta đi ra ngoài tìm điện mua cái bóng này cũng phải 20-30 ngàn. 30 ngàn là rẻ nhất rồi đó các bạn. Còn mình có lô này giá tốt này mình đem về cho anh em. Rồi đây là bóng đèn 9W. Còn đây là bóng đèn 12W. Bóng đèn 12W này nó sẽ to hơn một xí nha. Hàng này thì mình bao xài cho các bạn nha. Có nghĩa là nó bao sóng, bao đồ hết nha các bạn. Ví dụ như anh em về mà có thử bóng nào mà nó không có lên á, thì mình sẽ gửi cái bóng khác mình đền cho anh em nha. Chứ không có chuyện là hơi mua hư là mình không bảo hành đâu nha các bạn. Đây là bóng 12W nó to hơn xíu này. 12W 6500K, độ sáng là 6500K các bạn, độ sáng lớn nhất. Đó. Đây. Đó, ở đây là có 2
hai loại bóng. Thì nếu mà anh em mua, ví dụ như anh em mua 100 bóng nha, là một thùng. Đây là mình đang báo giá lẻ nha các bạn, giá lẻ đây. Giá lẻ là 9W là 15.000, còn 12W là 20.000. Mà nếu anh em mua 100 bóng, đây 109W này, 100 bóng 9W. Đó. Là mình sẽ bán cho anh em là 1.3 triệu nha các bạn. 1.3 triệu bao ship. Đó, anh em mua 100 bóng một thùng này, 1.3 triệu. Còn anh em mua 100 bóng 12 á, 12W á, thì nó sẽ có giá là 1.7 triệu nha các bạn. Đó. Đó là anh em, ví dụ như anh em mua 100 bóng 12W là sẽ có giá là 1.7 triệu. Đó, mình đã bớt giá trong này và bao ship luôn cho anh em. Đó, đây là cho anh em lấy về anh em còn bán kiếm lời á. Còn đây là giá đã lẻ bên mình. Ok. Tiếp theo là cái ong nhòm nha các bạn. Ong nhòm được bữa nay mình về được một cái nữa nè. Ong nhòm là giá 400.000 bao ship nha các bạn. 400 mình bao ship. Ong nhòm này thì nói chung là hàng ong nhòm trước giờ mình bán là đa số là hàng của Nga nha. Hàng của Nga. Ong nhòm dành cho quân sự. Con này tiêu cự là 20 x 50. Cái độ xa nhất có thể nhìn là 1.000m nha các bạn. 168 đến 1.000m. Có nghĩa là tối thiểu là anh em nhìn 168m á, chứ gần quá thì không ai dùng ống nhòm nha các bạn. Đó. Còn cả bảo vệ nắp này các bạn. Đây này là còn bảo vệ này luôn. Hồi trước mình cũng có bán cái loại này rồi. Này các bạn. Nói chung là cái hàng này thì nó chưa qua sử dụng nên hàng còn mới, còn cả bọc luôn nha các bạn. Bên trong này nó có cả dây đeo và cái khăn lau này. Còn cũng cái bị chúng ta đeo nha các bạn. Đây. Còn cái bị đeo luôn thì ở trên này nó có một cái núm để chỉnh tiêu cự, anh em coi này, khi chúng ta xoay tiêu cự là chúng ta xoay nút này đó. Anh em lưu ý là khi chúng ta nhìn á thì chúng ta xoay cái này để chỉnh cái tiêu cự cho nó phù hợp với con mắt chúng ta nha. Mỗi người sẽ có mỗi cái con mắt khác nhau. Và ở trên mỗi cái ống nhỏ nó sẽ có một bên xoay được và một bên không được nha bạn. Đó. Hôm trước thì mình bán về có một người hỏi mình tại sao một bên xoay một bên không xoay. Đó. Thì cái này là chức năng đó nha bạn. Ví dụ như bên này xoay được á, khi chúng ta chỉnh cái tiêu cự này thì chúng ta canh con mắt bên này trước nha. Canh con mắt bên này, nhìn bên này, khi nào con mắt bên này nó rõ. Và thường thường là có nhiều người là hai con mắt nó khác nhau nha các bạn. Đó. Hai con mắt thì nó sẽ có cái độ khác nhau. Nên khi chúng ta chỉnh thì chúng ta canh con mắt này trước. Đó. Sau đó thì khi canh mắt xong rồi chúng ta xoay cái cục này. Đấy, xoay cái cục này. Đó. Là sẽ chỉnh hai con mắt là nó đều với nhau, nhìn nó rõ nha. Rồi. Cái này thì mình sẽ bỏ lại cái bị cho các bạn luôn. Giá của nó là 400.000 bao ship nha các bạn. Không nhòm. Có hôm nay còn được một con này thôi. Lâu lâu nó mới về một con nha các bạn. Ok. Tiếp theo là cuộn dây nha các bạn ha. Cuộn dây thì đợt này thì mình tiếp tục mình còn được mấy trăm cuộn nữa mình xả hàng luôn. Ở đây là ba cuộn như thế này nè. Một cuộn là 10m, hàng này là hàng của Manho nha. Đâu rồi, con này thì nó rớt mất cái tem. Nó có Sino chứ. Hàng này là hàng của Sino. Đây các bạn. Hàng Sino này. 280kg trên cm vuông, có nghĩa là nó chịu lực cái áp lực đó. Ống này thì mình sử dụng cho dây hơi là vô tư nha các bạn. Lực nước nó ép cửa này thì lực hơi nó không bao nhiêu đâu. Của Hàn Quốc nha các bạn. Hãng của Sino. Thì ở đây thì mình còn khá là nhiều, mình thanh lý cho các bạn là một cuộn, ba cuộn như thế này nè là 400.000 nha các bạn. Nếu anh em mua một cuộn thì 150 nha, còn anh em mua ba cuộn như thế này thì mình sẽ bán với giá là 400.000 bao ship luôn. Anh em mua ba cuộn thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Ba cuộn là 450.000 bao ship. Và không, để coi 400 bao ship này, ba cuộn. Thì ba cuộn này thì nó sẽ có các cái đầu là kết nối với nhau này các bạn. Ở đây nó có mấy cái đầu à. Đó, mấy cái đầu được cái này. Thì chúng ta mua ba cuộn này chúng ta có thể kết nối lại với nhau thì nó sẽ được là 30m liền luôn. Đây các bạn. Đó, hai cái đầu này kết nối với nhau được này. Thì cái đầu này là hình như gai này là gai 13 nha các bạn. Gai 13. Thì chúng ta 13 hay 16 gì đó mình cũng quên mất. Đó, chúng ta có thể kết nối cái này được với những cái máy bơm nước cao áp, máy rửa xe đó các bạn, hoặc là xịt thuốc gì đó. Rồi ok, ba cuộn là 400.000 bao ship. Bên đây các bạn, bên này thì mình có RP7 với lại những cái vũa kim cương. Đầu tiên mình giới thiệu RP7 này.
Cái R77 thì hiện tại trên thị trường thì nó dao động khoảng 60 đến 70 ngàn một chai, tùy chỗ bán thôi. Và cái loại bên mình á, đợt này được khuyến mãi nha các bạn, nó thêm 50 gram nữa. Thì một cái chai như thế này là 350 gram, 493 ml. Này, anh em coi này, 350 gram, 493 ml. Đó, có nghĩa là chai này hiện tại là 493 mà nó cộng thêm 50 gram nữa, là con này được 4 lạng. 4 lạng thì nó khoảng hơn 500 ml một xíu. Bình thường thì chúng ta mua ngoài bi mua bình thường thì nó tới đây thôi. Ví dụ như tới nắp ở đây. Bây giờ thì đợt này nó có khuyến mãi và giá nó cũng rẻ nên mình nhập về một ít mình bán cho anh em. R77 thì anh em biết rồi, nó giúp bôi trơn, chống rỉ sét động cơ gì đó đủ kiểu rồi bạn. Thì ở đây thì hàng mình về cũng được mấy chục thùng á. Anh em mà mua nguyên thùng á thì 550 nha, một thùng nó 12 chai. Còn anh em mua lẻ thì nó 50 ngàn một chai. Đây. Đó. Nếu anh em mua một thùng là 12 chai, 550 bao ship. Còn anh em mua lẻ thì cứ mua đủ 300 là bao ship luôn. Mua 6 chai là 300 ngàn bao ship. Rồi, tiếp theo là keo chống dột nè các bạn. Keo chống dột thì nó cũng... Keo chống dột thì nó cũng y như... Nó cũng y như giá cái kia luôn. Thì ở đây thì nó cái keo này chuyên sử dụng trong xây dựng nha các bạn, có nghĩa là nó trét được mái tôn này, nó dán được kính này, dán được thạch cao, dán nội mọi thứ luôn các bạn, dán gạch dán đồ nó vẫn dán vẫn được nha. Đây thì những nó kháng nước chống dột này, dùng được cho các bề mặt gỗ này các bạn, dán gỗ vẫn được này, ướt là đông đá này hay là qua đã qua xử lý, dán được kim loại, gạch, gương, đó, bê tông, cẩm thạch, gốm sứ dán được hết. Thì nói chung là trong nhà thì chúng ta nên có những cái chai như thế này các bạn. Rất là nhiều công dụng. Thì ở đây thì mình cũng về được rất là nhiều. Thì giá nó cũng là 50 ngàn, một thùng nó cũng 12 chai các bạn. Đây một thùng kia này. Một thùng của nó vẫn là 12 chai như vậy. Thì anh em mua thùng này 550, còn mua lẻ là 50 ngàn. Anh em mua đủ 500k bao ship. Quên, 300 ngàn là bao ship chứ. Rồi ok. Rồi, hôm nay thì mình có về được một cái loại đá mài hàng bãi nha các bạn. Cái hàng này thì trước mình bán rồi, đường này nó có thêm này. Thì cục đá mài đây, nó về một cục như thế này. Thì cục này nó mịn, chắc mình nghĩ đồ mịn khoảng 1.000 á. Đồ mịn nó rất là láng nha các bạn. Này là đá mài nước dành cho mài dao nha. Đó là một loại, còn loại này nữa các bạn. Loại này là đá mài hàng bãi này. Con này là 95 ngàn. Con này thì đồ mịn nó thấp hơn. Đồ mịn nó chỉ có... Đồ mịn là 180-320. Thì con này dùng cho mài thô nha. Trên này là nó có Made in Japan này các bạn. Đó. Đồ mịn của nó là 180-320. Đây. Nó có hai lớp. 180-320 này các bạn. Đá này thì đá của siêu thị Nhật. Nó còn trong hộp như thế này. Còn đá kia thì nó không có hộp. Nhưng mà đồ mịn nó cao hơn. Nếu mà chúng ta mua, chúng ta thường mua kết hợp hai cục này về, một cục là xá, một cục là xá thô, một cục là xá mịn nha các bạn. Mình thì mình đóng gói thì mình sẽ bỏ vô cái này cho nó an toàn, nó không có bị bể nha các bạn. Đấy. Đây là mình đóng gói như thế này. Thì cục này á, cục đá mài này anh em cứ gọi là cục đá mài 95 và cục đá mài 120 nha. Bên đây mình có hai loại, đá mài 95 và đá mài 120. Rồi. Tiếp theo là cái bột than tre hoạt tính nha các bạn. Đây được này, mình về có về mấy cái kìm hàng bãi này các bạn. Đấy, cái kìm này là cái kìm tuốt dây đa năng hàng bãi nha. Đó, thì bên mình đang bán với giá là 130 ngàn, một cái kìm khá là xịn. Cái này nó dính bụi thôi nha các bạn, chứ nó chưa có xài đâu. Kìm này là kìm tuốt dây này. Đó, tuốt dây từ nhỏ tới lớn luôn các bạn. Đây này, đây những cái dây nhỏ xíu này. Bên cái những cái dây to. Thì con này mà nếu mà anh em thợ điện chỉ cần xài một con như này là đủ nha các bạn. Trên này nó có cái đầu để chúng ta khi bắt điện á, kẹp làm điện chỗ này nha. Rất là hay. Nếu anh em nào mà quan tâm tới sản phẩm này thì nên mua. Con này là hãng của hãng, để mình coi. Có nhiều con nó có tên. Chỗ này này mà nó bị reset cho mình coi không thấy nha các bạn. Đây nè. Để mình cào cái lớp sét nó ra các bạn. Để mình tìm một con nào còn thấy cái chữ đó được ạ. Đây các bạn. Của hãng Hồ Giang nha. Rồi, anh em mua cái này gọi là cái kìm tuốt nha các bạn. Kìm tuốt đa năng á, có cả cắt dây chỗ này nè các bạn. Cắt dây chỗ này. Đây là chúng ta kẹp dây chúng ta làm, còn chỗ này là chúng ta tuốt chỗ này.
Rồi, cây kim này thì mình bán với giá là 130.000 một cây, hàng bãi nha các bạn. Đó, nhưng mà còn rất đẹp. Rồi tiếp đến là cái lưỡi cắt cỏ này. Lưỡi cắt cỏ này là hàng 70.000 một lưỡi thôi. Anh em mua đủ 300.000 vẫn bao ship bình thường. Đó. Cái này là lưỡi này chúng ta về gắn cho cái máy xăng hoặc là máy điện nha các bạn. Máy xăng hoặc là máy điện. Đây. Đó, máy xăng. Đây là bộ 6 cái cọng cước chúng ta gắn vô cái bánh này nè. Chúng ta gắn vô hai lỗ này để gắn vô cái máy xăng hoặc là máy điện hoặc là máy pin gì đó các bạn, đều được nha các bạn. Đó. Nó đi theo chúng ta là 6 cái bánh cước như thế này. Đó. Đây ở đây made in Japan luôn nha các bạn. Anh em coi này. Đây là cách lắp đặt này, đây là cái máy cắt cỏ chúng ta nha. Rồi ok. Đó, đây là cái lưỡi 70.000. Tiếp đến là tỏi Lý Sơn các bạn. Tỏi Lý Sơn thì bên mình lúc nào cũng còn nha. Lúc nào cũng có tỏi Lý Sơn. Từ nay tới Tết là ngày nào mình cũng sẽ bán loại này. Giá là 170.000 một ký nha bạn. Một bọc như này là mình đóng gói như này là một ký. Tỏi Lý Sơn thì anh em biết rồi, nó không có to. Nó chỉ lớn hơn cái đầu ngón tay cái một xíu thôi. Có nhiều cục nó chỉ bằng ngón tay cái thôi. Nhưng mà giá trị dinh dưỡng nó thì và giá trị dược lực dịch nó thì anh em biết rồi. Đó, đây là tỏi Lý Sơn bên mình, đây là tỏi Lý Sơn Mỹ Duyên nha. Anh em có thể liên hệ số điện thoại này hoặc là cho mình cũng được để mua sản phẩm này. 170.000 một ký nha các bạn. Anh em riêng cái phần tỏi Lý Sơn thì anh em mua kèm với sản phẩm khác để được bao ship nha. Còn tỏi Lý Sơn thì anh em mua phải 5 ký mình mới bao ship. Hoặc là anh em mua những sản phẩm khác để mình bao ship cái sản phẩm này. Rồi, rây trượt nha các bạn. Rây trượt 3 tầng. Đó, rây trượt 3 tầng này các bạn. Rây trượt 3 tầng. Thu gọn là 40 và kéo hết cửa là 80 nha các bạn. Đấy. Đó. Thì cái này chúng ta về làm học tủ nha. Đó. Giá là 80.000 một cặp nha các bạn. 80.000 một cặp. Khi anh em mua 8 như thế này thì là 80.000 này, hai thanh như thế này một cặp này. Đó. Rồi. Ví da này các bạn. Ví da thì bên mình lúc nào cũng 70k mình còn rất là nhiều nha các bạn. Anh em mình giới thiệu rất là nhiều video rồi. Ví da bò nha các bạn. Giá thì do hàng này là không có thanh lý được á. Hàng này không xuất khẩu được nên nó rẻ, mình nhập được lô hàng thanh lý nên giá rẻ chứ không phải là hàng dỗm nha các bạn. Ví da bò. Đó, chỉ có 70.000 một cái thôi, 70k này. Đèn móc khóa còn được mười mấy cái các bạn thanh lý luôn các bạn. Hôm nay thanh lý cho các bạn 50.000 một cái luôn đi. 50.000 thôi nha.